Ngày hôm nay chúng ta lại có một cái chủ đề cùng với nhau, đó là thải độc cơ thể, góc nhìn từ chuyên gia. Tại sao tôi không dùng từ bác sĩ mà tôi lại dùng từ chuyên gia? Là bởi vì nó cũng có một số cái ý kiến mà thuộc về chuyên ngành bác sĩ của tôi, bởi vì tôi là bác sĩ hồi sức cấp cứu và chống độc. Đúng nguyên cái văn của cái chuyên khoa của tôi, đó là bác sĩ hồi sức cấp cứu và chống độc. Nhưng mà dù sao tôi vẫn là một nhà chuyên môn, và đây là một trong những lĩnh vực còn rất là nhiều những cái điều mà chúng ta chưa biết đến. Thành ra một số ý nào đó ngõ hầu nó cũng có một cái sự chủ quan. Từ cái kinh nghiệm 34 năm ở trong cái chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc của tôi, cũng như là những cái nguyên tắc mà tôi được học ở trường y, cũng muốn góp thêm một cái góc nhìn khác để cho các anh chị có thể soi xét nhiều hơn, kỹ hơn, tốt hơn trước khi chọn lựa cho mình một cái phương pháp để mà chăm sóc sức khỏe. Và ngày hôm nay chủ đề chúng ta đó là thải độc cơ thể, góc nhìn từ chuyên gia là như vậy. Kính mời mọi người cùng chúng ta hãy bấm số 21 để chuẩn bị cho cái chương trình chúng ta bắt đầu, cũng như là mời rất là nhiều người vào trang live fanpage Zibingo Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở, hay là trang fanpage Excellent Việt Nam các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Kính thưa các anh chị, khi bắt đầu nói về thải độc thì người ta phải coi là độc tố thực ra nó đến từ đâu. Độc tố nó đến từ đâu à? Nhìn ở trên màn hình chúng ta rất là dễ trả lời. Không khảo nghiệm các anh chị nữa, và tôi sẽ trình bày cho các anh chị. Độc tố của cơ thể thực ra là nó đến từ rất là nhiều đường khác nhau. Đường thứ nhất đó là cái qua da của chúng ta, hay người ta gọi là ngộ độc qua da. Ví dụ như là những cái người nông dân họ làm ruộng ở trên những cái cánh đồng, họ xịt những cái thuốc trừ sâu, những cái thuốc bảo vệ thực vật, hoặc là những cái người công nhân ở trong những cái nhà máy acetone, những nhà máy hóa chất, những cái cây xăng, họ hàng ngày họ phải tiếp xúc với lại cái một cái lượng lớn những cái bay ở trong không khí đến với họ, thì nó sẽ thấm lên da, bởi vì da cũng là một cái bộ máy hô hấp lớn nhất của cơ thể. Thành ra cái việc mà da nó thấm vô một mức đủ nhiều và nó có thể gây một cái hội chứng ngộ độc cũng không khác gì với lại một cái triệu chứng về ngộ độc của những cái đường khác xâm nhập vào trong cơ thể. Rồi, tôi vừa mới kể thêm một cái đường nữa, đó là đường hô hấp, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cũng có thể là thấm qua trên da của mình. Ví dụ như là đổ nhầm xăng lên trên người, đổ nhầm thuốc bảo vệ thực vật lên trên người. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hít phải khi mà đi ở trong cái cánh đồng, hoặc là có rất là nhiều người sống ở giữa một cái cánh đồng trồng nông nghiệp rất là nhiều, và mỗi một người ta dùng, ngày hôm nay người ta dùng những cái máy bay người ta phun luôn, thì cái không khí nó lơ lửng những cái độc chất ở trong đó, và khi mà người ta hít vào, đây là một cái hít thụ động, và người ta đến một mức nào đó thì người ta sẽ bị ngộ độc qua đường hô hấp. Nhưng khi mà nói về ngộ độc qua đường hô hấp thì người ta hay nghĩ tới một cái ngộ độc cấp tính nhiều hơn. Ví dụ như là hít phải xăng, hít phải một cái chất cồn, hay là một cái hít phải một cái độc chất nào đó mà là một cái độc chất ít thôi nhưng mà nó có thể gây cực độc. Ví dụ như là hít nhầm những cái acid bay hơi chẳng hạn. Thì đó là những cái ngộ độc qua đường hô hấp. Nên một cái người cũng có thể là vừa ngộ độc qua da, vừa ngộ độc qua đường hô hấp. Và nó đến với khoa hồi sức cấp cứu chúng tôi rất là nhiều trong một cái mùa nông nghiệp. Đặc biệt là những cái mùa nông nghiệp mà bắt đầu gieo xạ hoặc là bắt chuẩn bị vào cái mùa thu hoạch. Đó là hai cái thời điểm mà người ta xịt thuốc nhiều nhất, sử dụng hóa chất nhiều nhất ở trên cánh đồng. Do đó đó là mình ngày hôm nay mình phát hiện ra được là nếu không khí chúng ta không được quản lý, nếu như mà những cái bình lọ hóa chất để ở trong nhà chúng ta không được quản lý, thì có thể là bản thân chúng ta hoặc là những thành viên khác ở trong nhà rất là đối diện với là một cái nguy cơ về ngộ độc qua da và hô hấp. Nào, bây giờ chúng ta đi sang một cái đường hô hấp, một cái đường ngộ độc thứ ba, đó là đường ngộ độc qua đường tiêu hóa. Đây là một trong những cái ngộ độc mà dễ phổ biến nhất. Bởi vì từ cái nguồn thực phẩm bẩn tích tụ một cái lượng độc chất. Ví dụ như là tôi đã từng tiếp nhận những cái ca mà người ta ăn cá, gỏi cá nướng đầu mùa mưa cùng với lại cái lá sầu đâu.
Thì cái ngộ độc này á, là ngộ độc do một cái hàm lượng alkaloid rất là nhiều ở trong lá sầu đông. À, nên ở trong thực vật lúc nào nó cũng có hai cái nhóm chất khác nhau. Một cái nhóm chất có ích cho cơ thể thì gọi là dưỡng chất thực vật. Nhưng mà một cái nhóm chất có hại cho cơ thể thì nó gọi là hóa chất thực vật. À, và cái nhóm đó là cái nhóm nó có thể gây độc tố cực mạnh, ảnh hưởng lên sự sống còn của các anh chị. Khi một cái ngộ độc qua đường tiêu hóa khác thì chúng ta thấy là từ những cái thức ăn hàng ngày chúng ta ăn vào, nó có những cái mầm bệnh, những cái vi sinh vật, cho đến là những cái hóa chất gây hại hay là những cái chất không mong muốn, thì quá trình tích lũy lâu ngày nó cũng trở thành một cái độc chất ở trong cơ thể của chúng ta. Và con đường thứ tư đó là con đường chuyển hóa của các chất ở trong cơ thể của chúng ta. Cái con đường chuyển hóa các chất đó là như thế nào? Thì có thể chúng ta sẽ nhìn thấy một cái màng tế bào ở bên phía cánh tay phải của chúng ta, cái hình cuối cùng á. Thì các anh chị sẽ thấy là màng tế bào chúng ta nó có những cái hàng rào rất là vững chắc ha, rất là mình nhìn nó rất là dày. Nhưng mà thực ra thì nó cũng có những cái cửa ở những trong chỗ mà nó chồi ra như thế này. Đây là những cái cửa thông thương giữa bên ngoài và bên trong tế bào. Bình thường thì cái cửa này là cái nơi để mà đưa những cái chất dinh dưỡng vào và đưa những cái chất cặn bã trong quá trình chuyển qua tế bào nó nhảy ra. Nhưng mà vì một lý do nào đó là một cái độc chất ở bên ngoài nó có thể xâm nhập qua cái cửa này, nó đi vào và ngộ độc tế bào. Nhưng mà cũng có một cái nguyên nhân mà những cái độc chất ở trong tế bào nó được sinh ra và nó không được tống xuất ra ngoài và tế bào nó bị ngộ độc. Thì đó cũng là một trong những cái con đường mà cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể điển hình nó có thể xảy ra ở trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà cho dù là qua da, qua đường hô hấp, qua đường tiêu hóa hay là qua chuyển hóa ở trong cơ thể, thì những cái độc chất này nó cũng có từ hai cái phân loại chính, đó là một cái loại độc tố mang tính nước và một loại độc tố mang tính dầu. Những độc tố mang tính nước nó sẽ ngấm vào trong cái cơ thể của chúng ta, nó đi vào trong khớp, trong răng, trong lợi, trong nú chúng ta. Nó có thể làm đau chúng ta nhưng mà không nguy hiểm, mà nó cũng khá là dễ đào thải. Bởi vì nó đào thải qua đâu ạ? Đào thải chủ yếu là qua đường thận, mồ hôi, hơi thở. Còn độc tính mang tính dầu thì nó sẽ đi vào máu chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái hệ thống di truyền của chúng ta, nó chuyển hóa cái oxy hóa của tế bào của chúng ta và nó có thể gây nên bệnh ung thư, bệnh u bướu hay là những cái bệnh nan y. Chính vì thế mà chúng ta có thể là cần thiết phải đào thải qua cái đường tiêu hóa, qua đường tiêu hóa của chúng ta, rồi qua đường một phần qua đường da của chúng ta. Đó là cái chính để trong cơ thể của chúng ta nó có thể đào thải các độc chất. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn lại cái cơ thể của mình một lần nữa. Thì thực ra cơ thể chúng ta đã là một cái cơ chế rất là diệu kỳ về hấp thu và đào thải những cái độc chất trong cái quá trình tiêu hóa cho mình, cho dù là nó sẽ bị nạp cái độc chất đó một cách thụ động, nhưng mà nó sẽ có một cách chống trả lại một cách chủ động. Và hơn nữa, những cái sản phẩm chuyển hóa của tế bào nó đều có những cái cơ quan chính để đào thải cho nó. Ví dụ như là chúng ta ngủ vào lúc là 21 giờ tới 23 giờ, thì lúc này là cái lúc thuận lợi nhất để cho cái nhịp cơ thể của chúng ta nó bắt đầu nó đào thải. Hệ miễn dịch chúng ta sẽ được đánh dấu đầu tiên, nó sẽ đào thải những cái chất độc ở trong cơ thể của chúng ta. Xin cho mình rồi các anh chị theo dõi tiếp nha. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy là 24 tới 23 giờ thì hệ miễn dịch nó đào thải những cái độc chất cần giữ, do đó cần phải giữ trạng thái cơ thể chúng ta yên tĩnh và tốt nhất là nên đi ngủ bắt đầu từ lúc 9 giờ. Và người ta có nói một câu đó là early to bed, early to rise, có nghĩa là ngủ sớm, dậy sớm. Sang 23 giờ tới 1 giờ sáng thì đây là cái thời gian tốt nhất để gan nó có thể bài độc. Chính vì thế chúng ta cần phải để gan nghỉ ngơi vào trong lúc này. Chúng ta không nên ăn trước 4 giờ trước khi ngủ để cho gan nó có thể có thời gian
thay vì là nó thải độc thì chúng ta lại bắt nó chuyển hóa tiếp tục cái thức ăn nữa thì nó không thải độc được. Nên chúng ta cần tôn trọng cái giờ này. Còn 1 giờ tới 3 giờ sáng thì sao? Đó là cái giờ mà mật nó có thể thực hiện cái chất đầu thải độc của mật. Cũng như là tủy sống thì nó sẽ phải tạo máu vào lúc 0 giờ tới 4 giờ. Đây là cái thời điểm thời gian vàng của tủy sống. Và đường ruột của chúng ta thì nó sẽ bài độc. Chúng ta cần phải đi vệ sinh vào lúc 5 giờ đến 7 giờ. Đây là cái giờ hợp lý nhất ở trong một ngày. Nếu như các bạn không có thể đi một nhiều lần trong một ngày thì ít nhất mỗi ngày chúng ta cũng phải tập một cái thói quen là đi ngoài từ 5 giờ tới 7 giờ sáng. Đó là cái giờ vàng để cho ruột già nó có thể thải độc. Bởi vì sao ạ? Sau đó thì từ 7 giờ đến 9 giờ ruột non nó sẽ làm một cái cơ chế về hấp thu chỉ các chất dinh dưỡng. Như vậy thì chúng ta thấy là nên ăn sáng vào 7 giờ tới 9 giờ. Chính vì thế, chúng ta thấy là cơ thể nó sẽ có những cái nhịp sinh lý một cách rất là tuần hoàn với nhau như thế này. Và khi mà nó có nhịp tuần hoàn với nhau hết như thế này, thì chúng ta tuân thủ cũng là cái lúc mà làm cho cơ thể chúng ta nó có thể hấp thu những cái chất dinh dưỡng hay là đào thải những cái độc tố xảy ra trong cái quá trình sống của chúng ta. Đây là một cái cơ chế tự nhiên và hết sức là diệu kỳ. Nó phối hợp một cách nhuần nhuyễn với nhau. Ở đây tôi chỉ nói là một số cái ưu tiên, ưu thế ở trong một số cái giờ thôi. Còn nếu mà cơ thể chúng ta đã bị độc nhiều hơn thì có khi nó là kích hoạt toàn bộ những cái cơ chế này hoạt động cùng một lúc để mà chúng ta có thể đào thải một cái lượng độc chất nhanh hơn. Vậy thì để cho cơ thể nó tuân thủ theo điều này, chúng ta lại cần phải tuân thủ theo 4 cái nguyên tắc về cuộc sống. Đó là gì ạ? Thứ nhất, đó là mỗi buổi sáng chúng ta hãy thức dậy và làm nghĩa vụ của bản thân của mình. Đó là tập thể dục buổi sáng. Tôi có một cái thói quen dù bận mấy thì tôi vẫn ưu tiên vào hơn buổi sáng. Bởi vì sao ạ? Khi mà buổi sáng chúng ta thức dậy mà chúng ta hoàn thành được cái bài tập thể dục trong một ngày thì có nghĩa là ngày hôm đó chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ bản thân của chúng ta một cách cơ bản rồi. Còn nếu như chúng ta có yêu thích một cái môn thể dục thể thao nào đó vào một cái khung giờ nào đó, ví dụ chúng ta sẽ đi bơi vào lúc 5 giờ chiều hoặc là chúng ta đi tập phòng tập gym hay là đi spa v.v. thì đó là những cái mà gọi là bonus thêm cho cái sức khỏe chúng ta về mặt thể dục. Một cái nguyên tắc thứ hai của cuộc sống, khi mà chúng ta cái nguyên tắc về tập thể dục này, khi chúng ta tập thể dục thì các cái chân lông nó được nở ra, sự tiết mồ hôi nhiều hơn và độc chất nó cũng được thải đào thải nhiều hơn. Ruột nó được vận chuyển tốt hơn và nó không làm chúng ta bị táo bón, và chính vì thế độc chất nó cũng được thải ra ngoài nhiều hơn. Điều thứ hai đó là chúng ta cần phải có một cái trạng thái tư duy tích cực. Trạng thái tư duy tích cực đó là gì ạ? Đó là một cái trạng thái là luôn luôn nghĩ về giải pháp hơn là phân tích và chỉ trích. Và chính vì cái trạng thái này nó mang đến cho chúng ta một cái năng lượng. Nên những cái câu nói, những cái suy nghĩ nào mà nó không có chất dinh dưỡng thì chúng ta hãy tập loại trừ nó ra khỏi cái suy nghĩ của chúng ta. Tôi rất là thích ở trong đạo Công giáo có một cái câu là phạm tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Một cái việc là giải pháp bổ sung cái dinh dưỡng nền tảng của chúng ta. Đó là gì ạ? Đó là cái bộ trio foundation hay là gọi là bộ dinh dưỡng nền tảng, bao gồm ba cái sản phẩm chính: DHA, omega 3 và protein. Đây là những cái chất mà cơ thể chúng ta thường xuyên bị thiếu, nhưng nó lại là nguyên liệu để điều hòa cái sự sống của chúng ta. Những cái chất mà chúng ta bị thiếu mà chúng ta lại để kéo dài thì nó hạn chế cái quá trình chuyển hóa ở trong tế bào. Và chính vì thế nên cái độc chất ở trong tế bào thì nó không đào thải ra được. Cái điều thứ hai, nếu như mà chúng ta dùng được cái DHA này thì nó có cân đối về năm màu sắc thực vật đến từ 22 loại rau củ quả và thảo dược. Với cái hàm lượng này và màu sắc này cân đối như thế này cho phép chúng ta có thể tận dụng được sức mạnh của thiên nhiên để bảo vệ sức khỏe cho mình trong cái cơ chế diệu kỳ của cơ thể về hấp thu chất dinh dưỡng và bài xuất chất độc. Do đó, cái thông điệp đầu tiên trong cái slide này đó là tôi khuyên mọi người hãy tôn trọng cái quy luật của cơ thể. Đây là cái cách để mà thải độc thông thường mỗi ngày của chúng ta.
Và chúng ta cần thực hành 5 cái nguyên tắc sống tốt mà tôi đã mô tả ở trên, bao gồm là tập thể dục, tư duy tích cực, chế độ ăn uống cân đối và đầy đủ, đa dạng và cân đối, cũng như là một cái giấc ngủ đủ. Ngoài ra thì chúng ta có thể nghĩ đến một cái giải pháp bổ sung chủ động những cái vi chất dinh dưỡng, những cái nguồn nguyên liệu về protein, acid amin thiết yếu và những omega 3 là những chất mà cơ thể không tổng hợp nên mà chúng ta có thể thiếu trong quá trình sống, thì chúng ta chủ động bổ sung những cái chất mà có thể gây thiếu cho mình. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn tới cái da chúng ta nó sẽ thải độc như thế nào. Đây là một cái cấu tạo của da. Các anh chị xin mời hãy nhìn vào màn hình phía bên phải. Một cái phóng đại lớn lên của da chúng ta nó gồm có 3 lớp. Lớp dưới cùng gọi là lớp hạ bì. Đây là những cái tế bào mỡ, nó giữ ấm cho da và nó cung cấp năng lượng cho da của chúng ta. Cái lớp thứ hai nó dày hơn và được gọi là cái lớp trung bì. Thì lớp trung bì này là một cái lớp để mà nó nuôi dưỡng cho da của chúng ta. Chúng ta ăn chất dinh dưỡng để da tốt thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống mạch máu chi li và tốt như thế này. Nhưng mà mạch máu này nó chỉ được cung cấp lên tới cái lớp tế bào đáy thôi. Do đó toàn bộ từ lớp tế bào đáy lên tới lớp tế bào ủy bì, tức là trên mặt da của chúng ta, thì toàn bộ cái này nó là một cái cơ chế thẩm thấu. Do đó nếu muốn da của chúng ta mà có thể bài độc được tốt thì chúng ta cần thiết phải cung cấp cho máu những cái chất dinh dưỡng tốt. Ngoài ra thì còn gì nữa mà còn những cái tuyến mồ hôi hoặc là những cái tuyến bã. Đây là đơn giản của một cái tuyến mồ hôi ở trong cơ thể của chúng ta. Hằng ngày quá trình mà những cái cơ thể chúng ta làm việc thì nó sẽ sinh ra những cái nhiệt độ và mặt da chúng ta bị ánh nắng rọi vào nó cũng bị khô đi, nên nó tuyến mồ hôi nó sẽ tiết ra một cái lượng nước và nó chảy tràn trên mặt da chúng ta, tạo nên một lớp ống ánh. Và các anh chị biết là khi mà da mà có một cái lớp màng nước thì nó sẽ phản chiếu ánh sáng tốt hơn là da nó bị khô. Do đó cái tuyến mồ hôi này nó sẽ bài xuất, cùng với lúc đó thì những cái tuyến cặn bã nó cũng sẽ được, những cái chất cặn bã nó cũng được bài xuất ra bên ngoài. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó chúng ta không vệ sinh da chẳng hạn, hoặc là những người lớn tuổi vệ sinh kém hơn, hoặc là chúng ta không chọn nhầm những cái chọn được những cái loại chất tẩy rửa, chất xà phòng tắm mà tốt cho da của chúng ta, thì những cái chất đó nó giống như là một cái lớp hóa chất, nó sẽ bít những cái lỗ chân lông của chúng ta và khiến là những cái cọng lông này nó bị đứt đi. Khi mà những cái cọng lông này nó bị đứt đi rồi thì cái khi những cọng lông nó bị đứt đi rồi thì những cái lỗ chân lông nó bị bít lại. Lỗ chân lông nó bít lại thì hiện tượng đầu tiên là nó viêm quanh lỗ chân lông của chúng ta. Khi mà những cái lỗ viêm quanh những cái lỗ chân lông của chúng ta nó bị viêm thì chúng ta cần thiết là có một cái chất để mà nó có thể chống viêm quanh những lỗ chân lông này, đó là vitamin A. Khi mà chúng ta lại thiếu vitamin A nữa thì nó lại bít luôn. Càng ngày nó sẽ tạo nên những cái vết sẹo và cái tổ chức mà cặn bã ở dưới nó không tống xuất ra được thì nó phình to ra thành những cái u bã đậu nằm ở dưới mặt da chúng ta và đôi khi phải phẫu thuật để mà lấy ra. Một mặt khác là những cái chất cặn bã nó không được tống xuất thì những cái bài tiết, những cái độc chất khác ở trong da nó cũng không được tống xuất ra ngoài. Và chúng ta thấy một điều rõ ràng, đó là những cái chất cặn bã đó, nó những cái tuyến bã đậu, những cái tuyến mồ hôi này nó nằm ở cái lớp trung bì. Do đó cái phần dinh dưỡng cho da, chúng ta cần thải độc cho da, chúng ta cần phải chú ý chăm sóc cái lớp trung bì này để da chúng ta nó có thể được bài xuất chất độc tốt hơn. Và như vậy thì mình thấy là cái cơ chế bài độc của da đó là đưa từ ở dưới lên trên, và đây là một cái cơ chế một chiều thôi. Do đó bề mặt da chúng ta nó cần phải vệ sinh, cấu tạo nó chặt chẽ, nó không có bị tổn thương cái bề mặt da này, bởi vì bất kỳ một cái tổn thương nào thì độc chất nó có thể thấm qua cái ngõ tổn thương đó để mà nó xâm nhập vào sâu hơn trong lớp cơ thể của chúng ta. Điều thứ hai là chúng ta cần phải có những cái hoạt động để tăng tiết mồ hôi của chúng ta, để cho những cái sự bài tiết này nó mạnh mẽ hơn và nó cũng bài xuất được những cái chất cặn bã. Đôi khi với một cái bài tiết mồ hôi bình thường nó không tống xuất ra được những cái chất cặn bã, với một cái sự bài tiết mồ hôi tăng cường qua tập thể dục, qua chạy bộ, qua tập gym chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho những cái tuyến bã này hoạt động co bóp một cách, những cái ống tuyến nó co bóp một cách tốt đẹp hơn, và từ đó thì nó sẽ bài xuất cái chất độc ra. Và một trong những cái điều mà tôi hay khuyên mọi người
đó là cái bộ sản phẩm chăm sóc da hoàn hảo nhất cho cả nhà của chúng ta, mang thương hiệu tên là GNS. À, đây là một cái bộ sản phẩm mà mình thấy chữ G là da là glycerin, H là honey là mật ong, glycerin tinh dầu cam và mật ong của cam, hoa cam. Đây là một trong những cái loại mà nó có thể bảo được, vệ được cái độ pH da của chúng ta 5.5, và nó có thể giúp cho cái hệ thống vi sinh vật ở trên mặt da của chúng ta nó có thể bảo tồn và tốt hơn, bởi vì những cái con lợi khuẩn nằm ở trên mặt da nó sẽ ăn những cái chất độc cũng như là nó bài xuất những, giúp cho lỗ chân lông thông thoáng hơn và bài xuất được những cái độc chất tốt hơn. Vì thế để mà giúp cho da thải độc thì da phải cần sạch và thường xuyên tắm rửa hoặc là sử dụng những cái sản phẩm thiên nhiên mà thân cho da của chúng ta, giống như là cái thương hiệu GDS tôi vừa mới kể ở trên. Một điều tiếp theo đó là phổi chúng ta sẽ thải độc. Phổi thải độc hay là thải độc qua đường hô hấp, trong trường hợp ví dụ hồi nãy tôi nói là bị hít phải xăng hay là hít phải cái thuốc bảo vệ thực vật vân vân, sống trong cái môi trường mà có nhiều độc chất hoặc là khói thuốc chẳng hạn, hút thuốc lá thụ động, thì những cái người mà cái phổi nó thải độc theo một cái cơ chế tự nhiên thì cắt ngang từ một cái phế quản, khí quản qua bên đây, thì mình thấy đây là một cái hình chụp rộng lên. Đây là mô hình ở dưới một cái hình giải phẫu học. Chúng ta sẽ thấy là ở phía trên cái lớp màng nhầy màu trắng này, phía dưới nó lớp thứ hai đó là những cái tế bào lông chuyển, tức là nó có những cái lông nó phe phẩy liên tục và phe phẩy theo cái chiều hướng là đẩy từ dưới lên trên. Nên những cái độc chất hay là những cái con virus vi khuẩn gì mà nó lỡ rớt vào trong đường hô hấp thì theo một cái cơ chế tự nhiên nó cũng được quét lên trên, giống như là một cái những cái, nhưng mà những cái lông chuyển nó giống như những cái cây chổi cọ, nó quét nhẹ nhàng nhưng mà đều đặn theo cái nhịp thở của chúng ta, và mỗi một ngày thì chúng ta thở khoảng 20.000 lần. Do đó đây là một trong những cái cách mà chúng ta sẽ bài xuất cái độc chất. Còn nhìn sâu hơn nữa, nếu như là những cái độc chất đó nó ngấm vào trong lòng phế nang của chúng ta, ví dụ như là một số người là hít nhầm một số cái độc chất mà nó quá sâu ở trong cái cơ thể như thế này, thì chúng ta nhìn cái hình ở phía bên dưới góc bên phải của màn hình của chúng ta, đây là cắt, diện tích cắt lớn của một cái phế nang, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái hình phế nang này nó sẽ là những cái mạch máu chạy chung quanh ở đây và được cái sự trơn láng của từng cái phế nang nó căng ra như thế này. Để được cái sự sức căng của thành phế nang như thế này thì nó đòi hỏi phải có sự tham gia của cái chất surfactant. Thì mà chất này á, mà muốn hoạt động tốt á, thì nó cần thiết là phải có một cái vitamin D, vitamin A và những cái chất canxi để cho nó có một cái trương lực nhất định ở trong cái phế nang này. Vì thế là để chúng ta có một cái cách để giúp cho cái phế nang nó có thể hoạt động tốt và nó thải độc được, thì chúng ta cần thiết phải nghĩ tới ngay cái chất dinh dưỡng, đó là vitamin D. Chúng ta có thể phơi nắng chẳng hạn, nên những cái bệnh phổi bác sĩ thường khuyên thường xuyên là khuyên là phơi nắng. Và vitamin A cũng như là cái vitamin canxi, đó là những cái chất mà nó làm căng cái bề mặt của cái phế nang này, cũng rất là cần nghĩ tới để mà bổ sung. Do đó trong cái bổ sung của về cái sự bổ bài độc của phổi thì chúng ta lưu ý hai điều. Điều thứ nhất là bề mặt của khí phế quản phải cần khỏe, những cái tế bào lông chuyển này phải khỏe. Mà muốn khỏe như vậy thì chúng ta cần phải có một cái tập thở. Đây là một cái hơi khi mà hít thở vào, cái hình chính giữa của chúng ta thấy là khi mà hít thở vào thì những cái xương sườn nó nằm ngang và phổi nó sẽ căng giãn ra, nhưng mà khi chúng ta thở ra thì phổi, những cái xương sườn nó có khuynh hướng là nằm xuôi và phổi nó xẹp lại. Đây là hai cái thì phổi rất là bình thường. Do đó nên nếu một cái cách mà chúng ta tập thở để cho cái diện tích này nó co giãn ở một cái biên độ lớn hơn thì có nghĩa là sự trao đổi khí tốt hơn và chất độc nó đào thải qua đường hô hấp cũng sẽ tốt hơn. Và để đảm bảo cho cái việc này thì chúng ta cần thiết là phải tập thở để tăng lượng trao đổi oxy và độc chất ở trong cái cơ thể của chúng ta, dưỡng khí nước vào nhiều hơn ở trong cơ thể của chúng ta. Và để đảm bảo dinh dưỡng cho cái phần thải độc của phổi thì chúng ta cần, ngoài cái vấn đề về dinh dưỡng nền tảng, đó là cái bộ Trio Foundation, đó là on-blend protein, omega 3 và cái double X, thì
chúng ta cần thiết là phải dùng thêm cái vitamin A, vitamin C và selenium cũng như là cái canxi magie. Và trong cái tôi nói thêm về một tí xíu về vitamin C tác dụng ở trong cái màng phổi chúng ta, bởi vì màng phổi chúng ta đó, những cái tế bào lympho đó rất là nhiều và tồn tại ở trong đây, và một trong những cái thành phần để tồn tại cho cái tế bào lympho, giúp cho tế bào lympho hoạt động tốt thì đó là vitamin C. Mặt khác là trên đường hô hấp của chúng ta đó, những cái chất độc nó có thể vào, và vitamin C khi mà chúng ta dùng hoặc là chúng ta ngậm hoặc là chúng ta nhỏ, có một số cái serum vitamin C nhỏ giọt, thì trong đó là cái cách mà giúp cho nó có thể trung hòa được, bởi vì vitamin C là một cái chất trung hòa, cái chất oxy hóa rất là chống oxy hóa rất là mạnh, nó có thể trung hòa được cái độc chất cho chúng ta luôn. Sang một cái yếu tố thứ ba, đó là thận thải độc. Có rất là nhiều người bị suy thận là do cái chức năng này, thận không thải độc được, nên đó hôm nay chúng ta thấy về cái cơ chế bài độc của thận. Thứ nhất đó là ở phía trên, ở đây là hai cái quả thận của chúng ta, thì ở trong quả thận của chúng ta nó có một cái đơn vị cấu tạo nhỏ nhất để nó lọc thận, đó gọi là nephron hay là đơn vị lọc thận ha. Thì cái nephron này nó sẽ có một cái màng lọc từ ở trong máu, đây là mạch máu nè, nó đi vào và mạch máu đó sẽ đi ra. Và khi mà nó đi vào và đi ra theo một cái diện tích ống tuyến như thế này ở trên cái nephron đơn vị thận của chúng ta, thì nó sẽ trao đổi những cái chất cần thiết cho cơ thể, cũng như là nó lấy những cái chất cặn bã ra. Vì thế là những cái chất cặn bã mà đào thải qua tan trong nước thì nó sẽ được thấm hút qua cái đơn vị, qua cái mạch máu này, để mà nó đổ vào trong cái thận và nó đổ vào trong chung trong cái ống góp, sau đó thì nó chạy vào trong những cái bể thận của chúng ta. Thì đây là một trong những cái cách thức mà đây thường thường các anh chị coi cái hình ở phía dưới ở bên phải thì các anh chị thấy một cái quả thận, thì nó có hai phần là tủy thận và vỏ thận. Cái phần vỏ thận là cái phần của các đơn vị thận, còn gọi là nephron, là lọc thận. Và khi nó lọc xong thì nó sẽ đổ vào phần tủy thận, là những cái khoảng trống này. Những cái khoảng trống này thì gọi là tủy thận, và nó chứa cái nước tiểu trước khi nó được bài xuất ra ngoài. Nhưng mà vì một lý do nào đó chúng ta ăn nhầm hoặc là bị ngộ độc thì nó sẽ kết tủa lại thành những cái chất không tốt cho cái thận của chúng ta. Ví dụ như đây là những cái viên sỏi dần dần nó hình thành ở trong cái quá trình sống, thì nó sẽ làm thận nó ứ nước lên và độc chất nó không được tống ra bên ngoài. Một mặt khác về cơ học thì những cái yếu tố mà làm giảm cái lượng máu tới thận nó cũng sẽ làm giảm đi cái độc chất thải qua thận. Do đó người ta chạy thận là người ta sẽ dẫn cái máu này đi ra bên ngoài để người ta cho một cái quả thận nhân tạo, tức là cái máy lọc thận để mà hoạt động, rồi người ta trả lại trong cái dòng tuần hoàn, không phải qua cái thận này nữa, bởi vì cái thận này nó đã làm việc quá kém rồi và tích trữ những cái độc chất ở trong cơ thể rồi. Rồi bây giờ khi mà một cái suy thận thứ hai là suy thận tại thận, ví dụ như là những cái viên sỏi như thế này nó nằm tại thận và nó làm cho cái lượng nước tiểu chứa độc chất không có ra được bên ngoài, và một mặt là thận nó phình to lên, nó ứ nước lên độ 1, độ 2, độ 3, rồi nó còn mỏng thén, nó còn có cái vỏ thận không, nó còn cái tủy thận không, nó không còn vỏ thận nữa, thì khi đó đó là cái thận này nó bị ngập nước và người ta gọi là thận câm hay là thận nó bị chết rồi. Do đó trong cái trường hợp này thì gọi là suy thận tại thận. Còn suy thận sau thận là sao? Là những cái viên sỏi mà nó nằm ở những cái niệu quản ở trong cái hình này. Khi mà những cái viên sỏi nó nằm ở trong cái niệu quản này, nó sẽ ứ nghẹt những cái phần phổi của chúng ta. Ứ nghẹt những cái phần tống xuất mà nước tiểu của chúng ta trong cái ống niệu quản, để mà ống niệu quản nó sẽ đổ vào trong cái bàng quang trước khi nó được đổ ra ngoài. Chính vì thế mà nó cũng ứ nước thận giống y hệt như là suy thận tại thận. Và chúng ta nên lưu ý, cái ống niệu quản là một cái ống mềm và nó lại lẫn khuất ở phía sau của thành bụng, cũng như là có một đoạn nó chạy lên phía trước của thành bụng, đó là đoạn niệu quản, đoạn chậu. Và cái đoạn này rất là hẹp nên nó thường là những cái chất cặn bã nó sẽ dễ bị động ở chỗ này và nó tạo thành những cái sỏi niệu quản khiến cho cái người bệnh rất là đau. Khi mà nước tiểu nó tống tới cái bàng quang rồi thì sao ạ?
nước tiểu nó tống tới bàng quang, vì một cái lý do nào đó chúng ta bị sang chấn hoặc là chúng ta làm việc quá sức vân vân, thì nó sẽ bị xuất huyết những cái mạch máu ở trong cái bàng quang của chúng ta, và những cái này nó cũng gây viêm tắc những cái lỗ đổ vào ở trong niệu quản. Đây là hai cái lỗ niệu, hai đây là hai cái niệu quản ở bên phải và bên trái, thì đây là hai cái lỗ nó đổ vào, và hai cái lỗ này bây giờ nó viêm, nó xuất huyết nên nó bị tắc đi, và chính vì thế mà cái chất độc nó không đào thải được ra ngoài, nó thấm ngược trở lại vô trong máu và nó gây suy thận cho chúng ta. Đây gọi là suy thận sau thận. Một số cái trường hợp người nam có cái tuyến tiền liệt, đây là cái tuyến tiền liệt nó nằm ở cổ của bàng quang, thì khi mà tuyến tiền liệt này nó bị viêm, bị sơ chai, nó bị phì đại, thì nó cũng sẽ gây nên một cái hiện tượng là ứ đọng nước tiểu. Đây là cái hiện tượng góc bên phải chúng ta đang thấy, một cái bàng quang nó ứ đầy nước tiểu ở trong đó. Khi ngay cả khi mà chúng ta ráng chúng ta đi tiểu ra rồi thì vẫn còn phân nửa nước tiểu ở trong bàng quang, và đây là những cái lượng chất cặn bã, những cái độc chất nó có thể ngấm lại vào trong máu của chúng ta, và nó có thể là gây lên rất là nhiều phiền toái về độc chất cho thận của chúng ta. Do đó để mà thận đào thải tốt, thứ nhất là chúng ta cần phải uống nước đầy đủ. Thì cái lượng nước hàng ngày 0,4 lít trên 10 kg cơ thể một ngày, 0,4 lít trên 10 kg cơ thể một ngày, các anh chị bổ sung giùm tôi nhé. 0,4 lít trên 10 kg cơ thể một ngày, đây là cái lượng nước trung bình, hay còn gọi là lượng nước tối thiểu để giúp cho thận nó hoạt động một cách bình thường. Nhưng mà khuynh hướng là chúng ta khát thì chúng ta mới uống. Do đó thường là chúng ta sẽ uống dưới 0,4 lít một ngày. Do đó là chúng ta cần phải chăm nước cho cái cơ thể của mình để đảm bảo ít nhất là 0,4 lít trên 10 kg cơ thể một ngày. Điều thứ hai là chúng ta thấy nước tiểu thì nó có vị mặn. Do đó là trong cái quá trình đào thải đó, nó có những cái tinh thể nó sẽ bị mất do cái lọc thận này. Đôi khi là cái màng lọc này nó bị hư rồi. Và khi cái màng lọc này nó bị hư rồi thì nó sẽ mất thất thoát vào trong đây một số cái chất khoáng của cơ thể. Nên chúng ta cần phải bù thêm một số cái chất khoáng. Chính vì thế mà các anh chị thấy là tại sao nước suối thiên nhiên, ví dụ là La Vi hay là Vĩnh Hảo thì nó lại rất là đắt. Nó ngang bằng với lại bán xăng, đúng không ạ? Một lít nước suối giống như một lít xăng. Và còn chú ý thêm một điều nữa là gì ạ? Đó là cái phytonutrient, là nó là một cái chất mà nó điều hòa cái tế bào nói chung, nhưng mà nó cũng bảo vệ cho những cái tế bào đơn vị thận của chúng ta. Điều thứ ba đó là chúng ta nên tập một cái thói quen đi tiểu. Có rất là nhiều người trong cái lối sống công nghiệp họ chưa có quen, hoặc là rất là nhiều nhân viên văn phòng đam mê cái làm việc, hoặc là cái nơi thiết kế cái nơi đi tiểu xa quá với phòng ngủ, khiến là ban đêm ngại đi ra ngoài. Chính vì thế chúng ta nín tiểu và nằm chờ tới sáng mới đi tiểu. Đây là một cái điều không tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Bởi vì khi mà bàng quang nó căng lên, có nghĩa là nó có thể bắt đầu thấm ngược cái độc chất lên trên thận, và nó có thể thấm ngược lại vào trong máu của chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tập cái thói quen đi tiểu. Và để tránh đi tiểu vào ban đêm thì điều tốt nhất đó là chúng ta không nên uống nhiều nước vào buổi chiều và buổi tối, và chúng ta nên uống nhiều nước vào buổi sáng và buổi trưa nhiều hơn. Còn buổi chiều là chúng ta chỉ chăm nước thêm mà thôi. Và khi mà đi tìm những cái thiên nhiên để mà hỗ trợ cho thận trong cái thải độc á, thì tôi thấy nào là hy thiêm, hay còn gọi là cây chó đẻ nè, rồi cỏ mần trầu, rồi rễ chanh, rau mèo, bồ công anh, rồi rau má, một số cái loại thiên nhiên rất là nhiều mà mang tính chất là thanh nhiệt và giải độc, thì nó sẽ tốt cho cái thận. Thì trong cái bồ công anh là một trong những cái chất mà nó rất là tuyệt vời, bởi vì nó chứa đựng một cái chất kháng sinh mà tốt cho cái đường nước tiểu của chúng ta, nó gọi là paracetin, kháng sinh đông y, hay còn nó chứa một cái số chất nữa, ví dụ như là flavonic, là những cái dưỡng chất thực vật mà nó giúp làm cho bong tróc hay là tan đi những cái sỏi, những cái cặn tốt hơn ở trong đường tiểu của chúng ta. Chính vì thế khi mà nếu các anh chị không có điều kiện, ví dụ ở thành phố chúng ta không có điều kiện, hoặc không có thời gian, hoặc không có sức khỏe, hoặc không có cái nguồn dược liệu tốt như thế này, thì chúng ta có thể là bù vào trong cái mỗi ngày chúng ta cái thực đơn, đó là chúng ta cần phải bù vitamin C, vitamin B và methyl và đan lên. Vitamin C nó sẽ giúp
trung hòa một số cái chất axit ở trong cái đường tiểu của chúng ta. Còn cái vitamin B nó sẽ là những cái chất đào thải, giúp đào thải những cái độc chất qua đường nước, cũng như là cái methanol và adrenaline này thì nó có cái bộ công anh là một trong những cái chất mà tôi nói có tetracycline, một cái kháng sinh gọi là một cái kháng sinh đông y là như vậy. Đó là cái cơ chế của thận chúng ta nó thải độc. Một cái cơ chế nữa đó là hệ tiêu hóa của chúng ta thải độc. Thì khi mà chúng ta ăn vào trong cái thực ăn đơn hàng ngày của chúng ta, chúng ta có thể ăn luôn kể cả những cái chất không mong muốn và kể cả những cái chất độc chất hay là những cái dư lượng bảo vệ thực vật do là cái chất tẩy rửa nó không kỹ, vân vân. Tất cả những cái chất mà ngoại ý đó nó có thể gây ngộ độc cơ thể của chúng ta. Ngoài cái việc là gây ngộ độc mãn tính do chúng ta có một cái thói quen ăn uống không vệ sinh, thì cái việc mà chúng ta ngộ độc cấp, ví dụ như là tôi nói cái trường hợp mà ngộ độc gỏi sầu đâu á, hay là một số cái loại đặc sản, thì mình thấy là cái kỹ thuật nêm nếm, đặc biệt nhất là những cái loại thức ăn nướng, thì nó có những cái chất khét nằm ở trong đó. Và những cái chất này là những cái chất mà nó có thể gây ung thư, chứ không phải đơn giản là chỉ gây ngộ độc không. Do đó khi mà chúng ta ăn nhầm những cái thức ăn ôi thiêu, nó có thể là những cái độc chất mà nó thấm vô trong máu của chúng ta, nó lên não của chúng ta. Điển hình nhất đó là cái người mà bị xơ gan. Khi mà chúng ta bị táo bón lâu ngày thì cái đường ruột của chúng ta nó sẽ không bài xuất được những cái độc chất, và làm cho những cái chất cặn bã nó nằm ở trong ruột lâu quá, nó thấm ngược lại một lần nữa vào máu, và đó là nó đi lên não và gây nên cái dấu hiệu răng cưa, hay còn gọi là tiền hôn mê gan trước khi chết do suy thận hay là do suy gan. Thì đều có những cái biểu hiện như thế này. Điều thứ hai đó là khi mà để mà đường hệ tiêu hóa nó thải độc một cách bình thường, thì hệ tiêu hóa nó sẽ có một cái cơ chế rất là đặc biệt. Đầu tiên đó là nó sẽ, chúng ta ăn nhầm một cái chất gì có chất độc, cơ thể chúng ta rất là nhạy cảm. Và các anh chị mà càng tập thì các anh chị càng có cái độ nhạy cảm này hơn. Ví dụ như là tôi bỏ cái thói quen ăn bột ngọt cách đây là khoảng hơn 5 năm rồi. Và khi mà chỉ nếm nhầm một cái, đi ở ngoài ăn những cái món ăn ở bên ngoài mà ngộ nhỡ như là người ta đưa một cái dĩa muối ớt mà có trộn cái bột ngọt vào trong đó, là lập tức mình cái vị bột ngọt đó nó chạm vào lưỡi là mình cảm giác mình buồn ói ngay. Và cảm giác là cái động tác đầu tiên là chúng ta sẽ phun ngay cái thức ăn mà chúng ta lỡ nếm vào. Hoặc là ví dụ cay quá hay là đắng quá hay là một cái vị gì đó mà chúng ta chưa từng nếm, thì chúng ta cũng sẽ có khuynh hướng là dạ đột ngột thì chúng ta sẽ phun ra. Đó là một cái cơ chế bảo vệ thải độc của cái cơ thể của chúng ta. Một cái cơ chế thứ hai là chúng ta ọe hay là nôn ói, hoặc là nó thấm sâu hơn vào trong dạ dày thì chúng ta sẽ đau quặn bụng. Đau quặn bụng tức là đường ruột bắt đầu nó có co thắt bất thường và tăng cái nhịp co thắt nhiều hơn để nó có thể tống xuất ra. Thì khi mà nôn ọe thì có nghĩa là chúng ta sẽ bị ói từ cái đoạn tá tràng lên tới trên miệng của chúng ta. Do đó ban đầu thì chúng ta ói những cái chất ở trong dạ dày. Những cái người nhậu say thì sẽ rất là hiểu cái cảm giác này. Chúng ta bị ói những cái chất ở trong dạ dày xong thì bắt đầu là dạ dày trống rồi, thì bắt đầu lại tiếp tục nó kích thích một cái phản xạ ói nữa. Do là càng ói thì nó càng bị tiết ra nhiều hơn những cái chất không mong muốn cho cơ thể của chúng ta. Do đó đó là dịch mật, dịch ruột, nó dịch tá tràng nó cũng tiết ra và nó lại gây ói tiếp. Và chúng ta ói ra mật xanh. Nghe cái từ là ối ra mật xanh chưa? Đó là những cái mà nó nằm từ đoạn ruột non trở lên, nó sẽ gây nôn ói như vậy. Còn những cái đoạn mà từ nằm ruột non trở xuống thì nó sao? Nó sẽ gây chúng ta một cái hiện tượng là tàu tháo ruột, hay còn gọi là tiêu chảy. Và cái mức độ tiêu chảy nó còn do tùy thuộc vào cái lượng độc chất. Ví dụ như là tiêu chảy do lị Vibrio cholerae, thì cái Vibrio cholerae này là một trong những cái con mà nó gây tiêu chảy khủng khiếp nhất. Phân nó loãng và nó như lờ đờ như là cái máu, cái nước rửa của nước thịt hoặc là nước nhầy nhầy của cái máu cá. Đó là những cái phân rất là đặc hiệu, và tùy theo cái phân tiêu chảy ra thì mình biết là mình bị ngộ độc cái gì. Và đặc biệt nặng hơn nữa, bởi vì đường tiêu hóa chúng ta nó rất là dài,
Do đó là nó có dấu hiệu báo nguy mạnh mẽ nhất. Thì nó có một cái dấu hiệu nữa, đó là choáng, tay chân lạnh, vã mồ hôi, vừa nôn ói, lả người đi, ha, tụt huyết áp, thì lúc đó là dấu hiệu báo nguy cho cơ thể để chúng ta có thể tiến hành những cái cấp cứu khẩn trương hơn. Do đó, để mà giúp cho cơ thể chúng ta càng an toàn hơn, thì chúng ta nên nhớ là bất kỳ một cái đồ ăn gì lạ, đặc biệt là các anh chị có thể đi du lịch ở những cái vùng miền khác nhau, ngay cả đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có những cái món mà chưa chắc là chúng ta sẽ ăn được. Nên người ta nói là món gì cũng ăn được, đó là một trong những cái cách mà chúng ta khỏe trong người của chúng ta. Và chúng ta nên nếm thử cái đồ ăn đó. Nếm thử xong, ăn ít, sau đó chúng ta ăn chậm và chúng ta nhai kỹ. Đó là cái cách để mà chúng ta lỡ như có bị ngộ độc thì cái lượng mà chúng ta bị ngộ độc nó cũng nằm là một cái lượng nhỏ thôi, chứ nó không phải là một cái lượng lớn. Điều số 3, đó là chúng ta hãy chú ý hơn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là một trong những cái câu mà nói hoài nói mãi nhưng vẫn bị hoài bị mãi, bởi vì cái ngộ độc thực phẩm là một trong những cái ngộ độc khá là phổ biến trong cái khoa ngộ độc. Rồi vậy thì để hàng ngày cho cái đường tiêu hóa chúng ta nó nhạy cảm như vậy, nó khỏe như vậy, tính chất co bóp như vậy tốt, thì ngoài việc là dùng protein để nó bổ sung cái cơ trơn của chúng ta, thì chúng ta còn chú ý hơn tới cái một cái sản phẩm nữa mà tôi vẫn nói ở phần trên, cho đường tiết niệu. Ở đây nó cũng có tác dụng trong đường tiêu hóa, đó là gì? Là Methyl và Delen. Bởi vì cái Methyl này nó có ba cái chất mà rất là quan trọng ở trong dạ dày, trong đường ruột của chúng ta, đó là cái curcumin, được xem như là một cái loại thần dược trong cái đông y để mà điều trị về ung thư đường tiêu hóa của chúng ta, hoặc là ung thư chung nói chung ở về mặt nghiên cứu y học cổ truyền. Thì cái sản phẩm Methyl này nó có chứa chiết xuất nghệ là 63,75 mg cho mỗi một viên như vậy. Đây là một trong những cái thành phần mà đắt giá nhất của nghệ, và phải rất là nhiều những cái độc chất, nhiều cái tinh chất nghệ thì nó mới có thể đủ một cái hàm lượng miligam như thế này. Do đó mang tiếng đây là một cái loại thực phẩm chức năng, giống như là phần đầu chương trình chúng ta nghe về giáo sư Trần Đáng nói đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng đây là gì ạ? Mang tiếng là thực phẩm chức năng, nhưng mà thực ra cái curcumin nó là một cái loại người ta gọi là dược phẩm, hay gọi là biochemical, hay gọi là hóa dược thực vật, phytochemical. Chúng ta chú ý hơn tới cái đường ruột của chúng ta để cho khỏe, thì chúng ta cần thiết phải dùng một cái chất, đó là probiotic. Này với một cái gói nhỏ như thế này thôi, nhưng mà nó chứa 6,3 cái tỷ con lợi khuẩn. Đây là những cái con mà nó giúp cho đường ruột chúng ta khỏe mạnh. Và nên nhớ, đường ruột khỏe mạnh là một cái đường ruột hoạt động rất âm thầm. Hàng ngày nó không có kêu một tiếng nào hết. Khi mà chúng ta nghe đường ruột nó sôi ọp ọp, nó réo rắt, hay là bụng chúng ta phình lên, phình trướng lên, thì có nghĩa là trong đường ruột của chúng ta nó đang có rất là nhiều chất không mong muốn đang nằm ở trong đó. Chúng ta đi sâu hơn một tí xíu về cái màng ruột, thì chúng ta thấy là đây là bề mặt của một cái màng ruột. Nó giống như là cái màng phổi chúng ta đó. Nó có những cái tế bào, những cái lông chuyển, thì ở đây là những cái nhung mao. Và chính vì nhờ cái diện tích nhung mao nên nó tăng cái diện tích hấp thu những cái chất dinh dưỡng ở trong cái lòng ruột vào trong máu của chúng ta. Và khi mà chất dinh dưỡng thấm được thì những cái độc chất nó cũng có thể thấm được vào trong máu của chúng ta. Chúng ta nên nhớ cái điều đó. Do đó thì một mặt chúng ta sẽ bổ sung cái lợi khuẩn giống như tôi đã nói ở trên. Mặt thứ hai, chúng ta cần phải khảo sát về những cái chất rau củ quả của chúng ta, tức là những cái chất xơ. Tại sao chúng ta cần phải nói, ông bà mình nói là đói ăn rau, đau uống thuốc, là bởi vì trong chất xơ chúng ta nó có hai cái nhóm, gọi là xơ không tan và xơ hòa tan. Nhóm chất xơ của chúng ta nó rất là phong phú. Từ những cái chất xơ không tan, chúng ta thấy ví dụ ngũ cốc nè, bánh mì nguyên cám nè, đậu lăng nè, táo nè, bơ nè, dâu nè, nghe kể rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà hình như cái chất này nó không có thuộc trong cái phổ về thực phẩm của cái vùng Việt Nam của chúng ta. Do đó đó là chúng ta sẽ thấy là ở Việt Nam, để nói nôm na về cái chất xơ không tan thì chúng ta có thể nói là nhớt của cái đậu bắp,
rau dền, rau mồng tơi, hoặc là những cái chất nó từ mũ trôm nè, hột é nè, hạt chia nè, những cái chất nhầy nhầy đó các anh chị. Các anh chị nếm nếm nó hơi ngọt ngọt ha, đó là do cái chất xơ, cái chất xơ hòa tan, xin lỗi, đó là cái chất xơ hòa tan. Thì những cái chất xơ hòa tan đó nó có tác dụng giống như là sinh gươm, đây là cái lồng ruột của chúng ta, và những cái độc chất nó sẽ tấn công vô cái đường ruột chúng ta để nó thấm vào trong máu của chúng ta. Thì những cái chất xơ hòa tan đó nó sẽ thấm hút, có một cái lực hút rất là mạnh để nó quăng cái độc chất theo đường tiêu hóa và đi tiêu chảy ra ngoài. Điều thứ hai là chất xơ không, nãy tôi có nói lộn về cái chất xơ không tan ha, với chất xơ hòa tan. Thì chất xơ không tan ở nhiệt đới chúng ta, ở Việt Nam chúng ta thì rau muống, rau lang, đó là những cái rất là nhiều. Thì những cái chất, nhóm chất xơ không tan này nó giống như là một cái chất độn, nên á, khi vào đường ruột của chúng ta nó sẽ nở trương lên, và khi nở như vậy nó sẽ hút hơi, nó hút những cái độc chất về phía nó. Khi nó nở lên thì nó ôm giống như là một cái quả bom, và sau đó thì nó sẽ kích thích cái đường ruột chúng ta, nó sẽ co bóp nhiều hơn. Khi mà đường ruột chúng ta nó đủ một cái khối lượng phân hoặc là đủ một cái lượng đặc thì nó sẽ co bóp cái đường ruột của chúng ta nhiều hơn. Một cái cơ chế nữa là khi mà cơ thể lồng ruột chúng ta mà nó có những cái độc chất thì lúc đó những cái nhung mao này nó sẽ có một cái hiện tượng thấm ngược trở lại, đó là nước nó sẽ đổ vào trong cái lồng ruột của chúng ta và khiến là chúng ta tăng cái thể tích ở trong lồng ruột, cái sự căng trướng ở trong lồng ruột của chúng ta, và chúng ta đi cầu ra ngoài. Đây là một cái điều mà chúng ta có rất là liên quan tới cái cơ chế về thải độc sau này ha. Nên nếu muốn thải độc thì một mặt là chúng ta phải uống nhiều nước, mặt thứ hai là chúng ta phải dùng cái viên gan để cho đường ruột nó khỏe, mặt thứ ba là chúng ta dùng lợi khuẩn, và mặt thứ tư là chúng ta dùng nhiều cái chất xơ. Thì ở đây là một cái chất xơ fiber từ một cái loại thực phẩm từ Nutrilite, bao gồm là 13 cái loại rau củ quả, và nó chứa mỗi một viên là chứa 1,7 gram chất xơ cho chúng ta, từ chất xơ không tan và chất xơ hòa tan luôn. Bởi vì nó có đầy đủ một cái lượng chất xơ như vậy nên mỗi ngày chúng ta nhai từ 1 tới 3 viên, nó sẽ cung cấp được giống như là một cái lượng rau mà chúng ta cần ăn trong một ngày. Nhưng rồi sau đó chúng ta lại ăn được thêm nhiều rau tươi vào nữa thì nó sẽ làm tốt hơn. Bởi vì trong cái khuyến cáo của Bộ Y tế và Tháp Dinh dưỡng thì rau củ quả chúng ta nên ăn khoảng 400 gram tới 700 gram một ngày. Trong khi những cái chất tinh bột, ví dụ như cơm mà chúng ta ăn, thì Bộ Y tế khuyên là chỉ có ăn 400 gram thôi. Tức là tương đương mỗi ngày khoảng 2 chén trở lại thôi. Do đó là cái thành phần rau củ quả bao giờ nó cũng nhiều hơn là cái thành phần tinh bột mà chúng ta ăn vào, chứ không phải là tinh bột là chính các anh chị nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tới một cái cơ quan đặc biệt nữa trong cơ thể và thải độc, đó là gan. Thì chúng ta thấy là có một cái hệ thống động mạch đi vào trong gan của chúng ta. Đây là cái hệ thống mạch máu nó vào trong gan của chúng ta. Nó dẫn từ đâu à? Nó dẫn từ những cái màng ruột mà hồi nãy chúng ta đã nhìn thấy. Những cái chất dinh dưỡng đó nó sẽ đi theo vào trong gan của chúng ta, và gan chúng ta nó là một cái cơ quan tổng quản, nó chứa hết trong đó, nên trọng lượng của gan trước ăn và sau ăn nó sẽ thể tích nó sẽ thay đổi, và trọng lượng cũng thay đổi. Do cái lượng thức ăn chúng ta ăn nhanh quá thì nó làm gan căng trướng nhanh quá, và lúc đó thì chúng ta sẽ bị tức bụng. Rồi khi mà chúng ta ăn vào thì độc chất nó cũng sẽ theo cái chất, giống như chất dinh dưỡng nó cũng sẽ thấm vào trong đây. Do đó gan có thể gọi là đồn trú gần như là cuối cùng trước khi cái độc chất đó nó thấm vào máu của chúng ta. Chính vì thế gan chúng ta cần phải khỏe, và gan khỏe đó thì chúng ta phải lưu ý tới một cái tế bào nó gọi là tế bào Kupffer. Đây là một cái tế bào nó nằm ở trong những cái xoang của cái gan của chúng ta, và những cái tế bào này nó giống như là những cái trạm tiền phòng để mà nó có thể bắt giữ những cái độc chất, kể cả những cái con virus viêm.
là một trong những cái cơ quan mà chúng ta cần phải chú ý về cái nhà máy lọc tốt nhất của hệ tiêu hóa của chúng ta và cái đồn trú tốt nhất cho chúng ta trước khi mà nó có thể bung ra khắp cơ thể. Vì thế, chúng trên cái con đường mà đi từ một cái lá gan lành mạnh sang một cái lá gan mà bị xấu như thế này, thì nó là cả một cái quá trình mà chúng ta đã bị bỏ rơi cái lá gan chúng ta quá lâu rồi. Nên chúng ta cần phải xem xét lại cái quá trình sống của mình. Hằng ngày mình nạp liên tục mỗi ngày một cái lượng tốc cho gan. Vậy thì những cái thực phẩm giải độc gan hiệu quả đó là gì? Chúng ta thấy ở đây nó cũng có rất là nhiều ha. Từ cái chuyện là chanh nè, mật ong nè, táo nè, một cái cốc sữa nè, cho đến những cái loại chất xơ hòa tan, ví dụ là từ bắp cải nè, một cái tách trà nhẹ nè, thì đó là những cái những cái thực phẩm mà giải độc gan rất là hiệu quả cho chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn nhớ tới một cái sản phẩm mà tôi đã nói ở hai slide trên về thận và đường tiêu hóa, đường ruột, dạ dày nói chung. Ở đây nó lại có một cái chất thứ ba, đó là mucilage, hay là còn gọi là cây hoa cúc gai. Thì cái hoa cúc gai màu đỏ đỏ này đây, thì nó sẽ chứa một cái chất nó gọi là silymarin. Đây là một cái chất mà nó rất là tốt để mà giúp tái tạo cái tế bào gan của chúng ta. Mà khi gan nó được bảo vệ, nó tốt rồi, thì nó sẽ không bị hủy hoại. Và lúc đó thì cái men gan của chúng ta nó sẽ được hạ xuống. Rồi tế bào gan nó sẽ không bị đốt cháy đi. Hoặc là khi mà tế bào gan chúng ta nó bị đốt cháy, nó bị hư, thì nó có thể tái tạo lại được. Tại vì gan chúng ta nó có một cái đời sống là khoảng 200 đến 300 ngày. Do đó là chúng ta cần phải uống một cái bệnh gan là cần phải uống từ 3 tháng đến 6 tháng trở lên thì nó mới có thể làm được tốt như vậy. Và để cho lượng độc chất nó hạn chế nó về gan thì chúng ta cũng phải đảm bảo đủ nước để cho gan nó có thể lọc được. Cái thứ hai là nó có thể đủ máu, đủ nước thì mới đủ máu được, bởi vì gan nó tiếp nhận máu ha. Lượng nước là nó hấp thu qua cái lượng thể tích tuần hoàn nói chung, và chúng ta cần phải ăn chậm để cho ngộ độc thực phẩm thì nó cũng thấm một cái lượng nhẹ từ từ vào trong gan của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ coi về cái tế bào chúng ta nó thải độc như thế nào. Bên ngoài là cái màng của tế bào, đây là một cái rào chắn rất là tốt cho chúng ta, và bên trong là cơ quan chỉ huy, đó là nhân của tế bào. Thì chúng ta nhìn thấy cái màng của tế bào ở hình chính giữa này, chúng ta sẽ thấy được một điều đó là gì ạ? Nó có rất là nhiều cái kênh, và cái kênh này nó sẽ dẫn những cái chất mà tan trong nước và tan trong dầu. Tùy theo những cái độc chất mà tan trong nước thì nó sẽ có những cái vitamin tan trong nước, nó sẽ hòa tan được, nó sẽ bắt dính được và nó dẫn ra bên kênh nước. Những cái chất mà tan trong dầu thì nó sẽ được những cái vitamin tan trong dầu và cùng với omega 3, vitamin E, vitamin A, D, E, K, nó sẽ giúp cho những cái độc chất đó hòa tan chung và tạo thành một cái hợp chất, nó sẽ tống xuất qua cái kênh tan trong dầu của chúng ta. Còn trường hợp mà nó lại không có ứ nữa thì sao? Tế bào nó sẽ bị nổ ra, nó sẽ bị nổ tung ra. Và bản thân của cái tế bào này, khi mà nó nổ tung như thế này thì chúng ta cần một cái chất để mà bảo vệ lại cơ thể của chúng ta, để mà thải những cái rác thải do những cái tế bào sư, những tế bào sửa chữa này, đó là protein. Protein với những cái chất acid amin thiết yếu từ cái whole gland protein này, nó sẽ giúp cho những cái tế bào này có giống như là những cái chiếc xe nó chở những cái tế bào này hư để đào thải qua ra bên ngoài, hoặc là qua máu, hoặc là qua cả về thận, hoặc là qua cả về đường ruột của chúng ta. Rồi omega 3 thì nó sẽ giúp cho những cái kênh tế bào này, nó những cái màng này, nó những cái đường, những cái cửa mà hòa tan những cái chất tan trong dầu á, nó sẽ khỏe mạnh lên. Và khi mà độc chất, giả sử như là bị ngộ độc một cái thuốc trừ sâu chẳng hạn, thì thuốc trừ sâu nó sẽ ngấm vào trong máu và nó chạy bên ngoài màng tế bào. Lúc đó thì cái thuốc trừ sâu là một cái độc chất, nó chạy bên ngoài tế bào, những cái thành tế bào nó sẽ rất là hay. Vitamin E và vitamin và omega 3 nó sẽ giúp cho những cái cửa của màng tế bào đóng chặt lại. Và khi mà đóng chặt lại có nghĩa là độc chất nó không vào được. Nhưng mà độc chất không vào được thì chất dinh dưỡng không vào được thì tế bào nó cũng sẽ bị báo nguy, đúng không ạ? Do đó là có một điều rất là hay là khi mà chúng ta đủ vitamin E và đủ cái omega 3 thì lúc đó cái nó đóng cửa tế bào, nhưng mà nó đóng theo cơ chế là cái màng bán thấm, tức là nó chỉ cho những cái chất mà đẳng điện với nó đi vào thôi, đó là những cái chất dinh dưỡng. Còn những cái chất mà
không nặng điện, mang điện tích những cái gốc tự do thì nó không cho vào. Đó là những cái chất ngộ độc cho cơ thể của chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta thấy để ủng hộ cho cái tế bào của chúng ta nó thải độc được tốt thì chúng ta cần phải có một cái những cái vitamin tan trong nước để đào thải những cái độc tố mang tính nước, vitamin tan trong dầu để đào thải những cái tính mang trong dầu và bảo vệ cái ADN của chúng ta. Xin lỗi, ADN chứ không phải là ND ha. ADN do tôi đánh máy nhanh quá. Thì chúng ta sẽ cần phải có một cái dưỡng chất thực vật thì để bảo vệ cái ADN của chúng ta ở trong nhân của tế bào của chúng ta. Vì thế, một cái sản phẩm mang tên là WX, nó bao gồm là những cái vitamin tan trong nước, tan trong dầu, những cái loại khoáng chất, cũng như là những cái dưỡng chất thực vật, là một cái bộ rất là tốt cho giúp cho tế bào của chúng ta nó điều hòa và nó thải độc được. Còn omega 3 thì nó sẽ củng cố cho cái màng tế bào. Các cái acid amin nó sẽ là cái xe vận chuyển những cái tế bào bị lỗi, những cái sản phẩm bị lỗi, sửa chữa cho cái tế bào chúng ta thoát qua khỏi cái cơn bị độc này. Các anh chị có thấy hấp dẫn mà? Nếu như mà các anh chị cảm thấy là có điều gì cần hỏi thì xin các anh chị hãy đánh vào trong cái khung chat này nha các anh chị nha, để cho ban tổ chức có thể là tổng hợp câu hỏi ngay từ bây giờ. Điều thứ hai là các anh chị có thể là còn đang ở trước màn hình thì các anh chị xin bấm một tràng số 21 để tôi biết rằng các anh chị vẫn còn đang tiếp tục xem những cái cơ chế thải độc của cơ thể ạ. Hồng Nghệ An, Thái Trúc Em, Minh Hằng, Hương, Việt Lào, Lệ Thủy, Điệp, HMC, Hồng Nhung, Bình, Ngân Hà, Ngọc Hà, Lê Thị Hảo, Trang ở Bình Dương, Nguyễn Hữu Sản ở Hà Nội, Châu Thanh ở Tiền Giang, toàn là những nhà chăm sóc sức khỏe chủ động rất là cừ khôi ở khắp nơi ha. Rất là cảm ơn các anh chị đã cho những cái tràng động viên số 21. Tôi rất là thích cái số 21 này. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi tiếp mọi người ha. Nãy giờ mình thấy là cái cơ chế thải độc của gì ạ? À? Của da rồi, của thận rồi, của đường tiêu hóa rồi. Đường tiêu hóa thì chúng ta lại chia ra là cái nhung mao của đường tiêu hóa, lồng ruột của đường tiêu hóa, rồi gan, rồi những cái cơ chế về phản xạ của đường tiêu hóa, về chống độc. Và sau đó chúng ta lại xem về cái tế bào chúng ta nó thải độc, cũng như là nó được bảo vệ trước cái độc chất như thế nào, và cần những cái chất nào để mà bổ sung ngay cho nó, để nó có thể khỏe lên được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tới một cái phần, đó là nguyên tắc thải độc. Vậy thì nguyên tắc thải độc chúng ta là gì ạ? Về qua da thì điều đầu tiên là phải rửa sạch da, bởi vì những cái độc chất nó đang còn nằm ở trên da, một phần nó thấm vào trong máu được, trực tiếp vào trong máu. Đã thấm rồi thì chúng ta sẽ theo cái cơ chế số 4 là cơ chế độc tế bào. Nhưng mà đã còn ở trên mặt da thì nhất định là chúng ta phải loại bỏ cái chất đó đi. Vậy thì loại bỏ như thế nào? Chúng ta chỉ cần rửa sạch. Một số người thì thường là dùng những cái loại xà phòng, bởi vì những cái chất mẫn, những cái độc chất đó, nó có thể tan trong nước và tan trong dầu. Do đó nếu mà chúng ta chỉ tắm da bằng nước á, thì nó không lấy được những cái độc chất mà tan trong dầu, ví dụ như là phốt pho hữu cơ hay là những cái loại paraquat sau này á, người ta phủ lên trên đó những cái chất nhũ dầu để cho nó bám dính vào trong thực vật nhiều hơn, hoặc là những cái chất khai hoang hay là những cái paraquat, thì đó là những cái chất mà nó có thể thấm được qua da chúng ta, và nó thấm dần mỗi ngày mỗi ngày. Nên điều đầu tiên khi mà đi xịt thuốc về mà mệt thì mình thường là đi rửa, tắm rửa trước, và không có cọ sát da các anh chị nha, bởi vì cọ sát da nó có thể gây tổn thương da và khiến cho cái độc chất nó thấm ồ ạt vào trong máu một cách nhanh chóng hơn, và cái tình trạng ngộ độc nó bị mạnh hơn. Chúng ta chỉ cần là dùng một cái bông tắm mềm, hoặc là dùng bàn tay, dùng cái niêm mặt bàn tay chúng ta chà nhẹ thôi trên mặt da và dưới cái giòi nước chảy, cái giòi hoa sen thì rất là tốt ha. Rồi, tức là nước nó sẽ chảy theo một chiều. Một điều thứ hai nữa là chúng ta tắm với nhiều nước, và có thể là ở nhiệt độ phòng hay là nước ấm, nếu như cái tình trạng sinh hiệu của cái người bệnh nhân này, người ngộ độc này có vấn đề, thì chúng ta cần phải chú ý hơn tới cái khâu tắm này.
Đừng có ngại ngùng gì khi mà có cái người trợ giúp cho mình khi mà mình bị ngộ độc qua da mà cần phải đi tắm. Phải có một cái người giám sát cho chúng ta. Ngộ nhỡ như vô trong cái toilet, đóng cửa lại, rồi trong đó thì cái độc chất nó tiếp tục nó thấm mạnh vào và chúng ta có thể bị ngất ở trong cái toilet chúng ta thì rất là nguy hiểm. Và chúng ta nên nhớ là cần phải dùng một cái, sau đó thì dùng một cái dưỡng thể để chi ạ? Để nó bảo vệ không có bị cái độc chất nó thấm vô tiếp tục nữa. Và nó có thể là an toàn cho cái da chúng ta, nó ổn định lại ngay cái độ pH cho da của chúng ta. Bởi vì một cái độc chất có thể ngay tức khắc nó có thể giết được những cái con vi sinh vật có lợi cho da của chúng ta. Do đó là chúng ta cần phải dùng tắm và dùng những cái dưỡng thể mà an toàn cái độ da, độ pH. Và tôi đã có nói ở trên đó là gì ạ? Là G và H. Ha. Thứ hai, đó là qua hệ hô hấp. Hệ hô hấp thì chúng ta hàng ngày thì chúng ta tập thở rồi đó, tập thể dục để mà đào thải những cái độc chất với một cái lượng nhỏ. Nhưng mà giả sử như chúng ta bị ngộ độc qua một cái đường hô hấp ở một cái lượng lớn, ví dụ ngộ độc xăng dầu, hoặc là vào trong một cái phòng hóa chất, hoặc là bị ngộ độc khí CO, CO tức là khí carbonic, mà nó không bình thường là carbonic là CO2, nhưng mà ngộ độc cái dioxide carbon tức là CO, thì là CO là oxit carbon chứ không phải là dioxide carbon. Thì người ta do cái than ung á, ví dụ như là những cái người, những em bé và những bà mẹ mà nằm ở trong cái sau đẻ mà nằm than á, hoặc là những cái người mà ở trong những cái phòng kính vào mùa đông rồi đốt lò sưởi, cả nhà ngủ và ngủ luôn á, thì chúng ta cần phải sao ạ? Cần phải đưa ngay cái tình trạng oxy cung cấp cho những cái người này. Oxy là một cái dưỡng khí để mà nó có thể là gây hồi tỉnh được. Bởi vì khí CO2 khi nó tăng lên quá một cái ngưỡng trong máu thì người ta sẽ bị hôn mê. Do đó đó là oxy là một cái chất mà có thể gây hồi tỉnh và gây tăng thông khí. Bằng cách là gắn oxy vào thì cái lượng oxy nó vào trong cái nồng độ oxy ở trong không khí nó chiếm khoảng 20-mấy% thôi. Khi mà chúng ta có tăng cái oxy nguyên chất thì cái oxy ẩm này nó cần thiết là nó sẽ dồi dào hơn cái lượng oxy khi mà chúng ta thở vào. Điều thứ hai đó là lúc đó thì cái nhịp thở của chúng ta nó bị vấn đề rồi, thành ra cái canun oxy nó sẽ là chủ động nó đẩy oxy vào trong cái hô hấp của chúng ta, nó sẽ tốt hơn. Cái thứ ba là chúng ta có thể là làm những cái biện pháp tăng thông khí bằng cách đó là thở oxy qua cái mask thở lại. Chúng ta thấy là có cái bọc ni lông ở kế bên cái gọng kính mà thở oxy đó, là để cho cái không nồng độ oxy nó càng ngày nó càng tăng lên, và làm cho cái nồng độ oxy ở trong máu nó cũng sẽ cải thiện nhanh. Còn nếu mà người bị ngộ độc mà còn ảnh hưởng nữa, rối loạn nhịp thở hoặc là siêu hấp, thì chúng ta sẽ cho máy thở. Và cái can thiệp thở mà sâu nhất đó là thở ECMO mà chúng ta hay nghe kể trong cái dịp COVID gần đây. Điều thứ ba đó là khi mà thải độc qua đường tiêu hóa thì điều đầu tiên đó là chúng ta không ăn những cái chất mà gây ngộ độc nữa, ngưng ngay, rồi sau đó chúng ta có thể gây nôn hoặc là bằng nước, hoặc là bằng nước muối, hoặc là bằng nước chanh, hoặc là bằng một số cái nước mà nó có thể gây đậu tanh, ví dụ lòng trắng trứng sống đó các anh chị, người ta khuấy lên và người ta cho uống vào để gây nôn ra bởi vì nó tanh. Nhưng mà ngày nay đó thì cái vấn đề về gây nôn đó là cái chuyện mà làm tại nhà thôi, chứ còn nếu mà ở trong cái cơ quan y tế thì điều thứ ba đó là người ta sẽ cho rửa dạ dày. Thì rửa dạ dày ngày nay á là người ta sẽ rửa rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là giống như hồi xưa một ống rửa dạ dày đó bằng cái ngón tay của tôi nè. Cái khoa hồi sức cấp cứu là có một cái canun dài và cái ống dạ dày nó bằng cái ngón tay út, nó đút vào qua cái mũi hoặc là qua cái miệng. Mà đút vào qua miệng á thường là phải dùng cái banh bằng inox để mở cái càm lên, rồi người ta cắn răng lại, một số người từ tử chẳng hạn, người ta cắn răng lại hoặc người ta chưa từng bị cái động tác đó bao giờ, người ta cắn răng lại và gãy răng và chảy máu và rất là sang chấn, rất là ám ảnh nha. Còn nếu mà đặt qua cái ống thông mũi để vào trong cái dạ dày á, thì đây là một cái kỹ thuật đôi khi chúng ta đặt nhầm vào trong cái đường hô hấp, bơm nước vào và người đó bị ngọt thở và chết, do chúng ta bơm nhầm đường. Do đó là cái kỹ thuật này nó cũng phải rất là chính xác, là phải khẳng định được
cái ống thông này vào đúng cái dạ dày, và khi đó thì nó phải nằm vào cái cửa dạ dày, tức là nằm dùng tâm vị chứ không phải là dùng môn vị. Bởi vì khi mà độc chất nó nằm ở trong dạ dày, chủ yếu là làm pha loãng cái độc chất đó ra, rồi dẫn nhẹ nhàng ra một cái bọc túi chứa, rồi xem xong mà đem túi chứa đó đi vào trong cái chất thải y tế, chứ không phải là uống vào rồi ối xả ra trên nhà. Ngay cả những cái trường hợp mà tôi rất là thời bao cấp mà là những cái bệnh nhân mà bị ối xả ra bên nhà, và thậm chí nhân viên y tế khi mà nghe cái mùi thuốc xịt rầy xong, nhân viên y tế bị ngộ độc hô hấp theo luôn. Đó là cái điều mà rất là ghê gớm, bởi vì những cái lượng bảo vệ thực vật người ta vẫn dùng rất là nhiều ở trước đây, chủ yếu là có phốt pho hữu cơ. Rồi khi mà rửa dạ dày như thế đó thì người ta sẽ cho một cái lượng nước nhẹ nhàng vào và cho một ống dẫn nhẹ nhàng ra, không có phải là bị ói, và làm cho cái bệnh nhân có thể chấp nhận được cái điều này. Đó là cái rửa dạ dày. Sau khi rửa dạ dày xong, trước khi mà rút khỏi cái ống dạ dày ra, thường là bác sĩ ở hồi sức cấp cứu sẽ cho bệnh nhân là khoảng từ 5 đến 10 gói Sorbitol, là cái một cái chất mà tăng cái nhu động ruột, cộng với là cái than hoạt là một cái chất hấp phụ. Than hoạt nó có khả năng hấp phụ rất là tốt, để mà làm gì ạ? Nó vừa hấp phụ những cái độc chất và nó vừa kích thích để tống ra ngoài. Vậy thì các anh chị thấy có phải là hàng ngày nếu mà các anh chị dùng cái chất sơ, có phải là các anh chị giống như là ở trong cái khoa hồi sức cấp cứu chúng tôi đang dùng cái than hoạt và Sorbitol này không ạ? Và ở trong cái khoa hồi sức cấp cứu chúng tôi sẽ pha những cái đơn vị mỗi một lần uống là khoảng 100 ml màu đen, hấp phụ than hoạt là màu đen, pha chung với Sorbitol, lắc lên và xong rồi bơm vào trong cái lần cuối cùng trước khi rút ống dạ dày ra. Sau đó là bệnh nhân cứ định kỳ 2-3 tiếng uống một lần, 2-3 tiếng uống một lần. Có thể họ uống xong họ có thể ối ra cũng không sao, nhưng mà cái việc uống cái chất hấp phụ này thì không đủ nước, nó sẽ trở thành sau đó người bệnh nhân bị táo bón, và nó lại hấp thu chậm vào trong cái đường tiêu hóa và gây ra một cái ngộ độc mãn tính và gây ra một cái tình trạng suy yếu về sau luôn khi mà một cái lần bị ngộ độc như vậy. Rồi có thể là gây thục tháo để gây tiêu chảy, thì cái bút thục tháo gây tiêu chảy nó cũng khá là giống cái dụng cụ mà đặt ống xông dạ dày, đó là một cái canun mà đặt qua cái trực tràng. Sau đó sẽ treo một cái túi nước lên, và cái túi nước đó thì nó khoảng là, ngày xưa nó là bồn inox, bây giờ nó là một cái túi nước, thì người ta sẽ pha vào trong đó khoảng là 500 đến 1000 ml nước ấm. Về sau này thì trong cái nghiên cứu của tôi cho thêm vào trong đó, pha thêm vào trong đó Vaseline. Vaseline vốn là một cái chất sơ hòa tan đó các anh chị. Thì cái Vaseline này vô trùng, và Vaseline này nó được chế biến sẵn ở trong những cái dụng cụ, hoặc là những cái chất gom, hay còn gọi là gom hay là chất sơ hòa tan đó, thì sẽ pha chung, thì nó sẽ được treo một cái bốc lên cao và sau đó là cho chảy vào trong cái vùng bóng trực tràng, chứ không phải là đút sâu vô trong cái gốc đại tràng sigma các anh chị nha. Bóng trực tràng, và bắt đầu cho nó thấm dần khoảng 15-20 phút, bệnh nhân nằm nghiêng qua bên trái. Sau đó đó, khi mà họ cảm thấy là họ hơi nặng bụng thì khuyên họ là nên chịu đựng, và khi mà cái lượng nước gần hết đó, hoặc là đến khi mà họ không chịu được nữa thì nằm rất là gần cái toilet và họ đứng dậy, họ có thể đi toilet một cách nhẹ nhàng. Đó là cái cách thục tháo cho những cái người mà ngộ độc qua đường tiêu hóa hoặc là bị táo bón lâu ngày. Chúng tôi thường xuyên dùng cái cách này, hoặc là để thăm khám một cái trực tràng, hay là để làm cái cản quang dạ dày, cản quang đại tràng, người ta gọi là labor bumbaric. Thì khi mà làm cho cái dạ dày nó trống đi, đại tràng nó trống đi, để thăm khám về cái tính chất co bóp của đại tràng, hay là người ta chụp qua cái cản quang liên tục một cái series để người ta biết được cái điều này, thì người ta mới làm những cái phương pháp thục tháo này. Rồi sau đó thì bổ sung bằng những cái phương pháp để mà có thể gây nhuận trường khác. Rồi về cái ngộ độc, nguyên tắc ngộ độc, thải độc qua cái chuyển hóa trong cơ thể, thì có một cái điều đó là gì ạ? Là
tăng cái thể dịch, tăng cái thể dịch ở trong trong cơ thể của chúng ta. Đó là những cái vitamin tăng trong nước, tăng trong dầu và nước. Ha. Cái điều thứ hai là tăng trao đổi chất của tế bào. Đây là một trong những cái điều mà ngành hồi sức cấp cứu chúng tôi chuyên dụng, gọi là gây lợi niệu cưỡng bức. Ha. Thì mình coi về qua đường tiêu hóa thì tôi đưa cái chữ Gerson vào trong đây. Đây là một cái trào lưu có từ năm 1920 bởi một nhà khoa học tên là Gerson. Thành ra tôi đưa vào trong đây, nhưng mà trong cái y văn và trong phác đồ điều trị của bệnh viện thì không có cái chữ này, không có cái phương pháp này các anh chị nha. Cái phương pháp thứ hai mà ở trong dân gian đó thì người ta cũng hay chủ động đưa vào, đó là uống dầu ô liu cùng với là 15 viên B, 15 viên C và 5 viên C. Buổi sáng là có một cái chai nước khoáng, rồi pha bỏ vô trong đó 15 viên B, 15 viên C và 5 viên C của Nutrilite, rồi là để cho nó tan dần, rồi sau đó khát nước thì uống dần, uống theo cái cử là châm nước ha, uống hết thì là châm vô, uống hết thì là châm vô, tới 4 giờ chiều trở tới tối luôn thì bắt đầu là không châm nữa và uống cho nó tới cạn luôn. Như vậy thì đó là cái phương pháp tăng tiêu hóa nội khoa, tôi đại nói nhầm nữa rồi. Thì cái đó là nó sẽ làm theo một cái cơ chế là người ta nghĩ rằng vitamin B, vitamin C là đào thải những cái chất mà tan ở trong nước. Tôi thấy cũng rất là có lý nha. Về đứng mặt chủ quan tôi thấy là rất là có lý, là bởi vì nó là những cái vitamin tan trong nước mà chúng ta lại hòa tan vô chung, nên chúng ta sẽ cung cấp rất là đều đặn trong một ngày. Và chính vì thế nên lúc nào cơ thể của chúng ta nó cũng có thể là thải độc, gia tăng thải độc những cái chất mà hòa tan ở trong cái thận của chúng ta. Rồi, một cái điều thứ hai là cái chất xơ. Thì cái chất xơ với 5 viên xơ một ngày thì có thể là nó cộng với cái sẽ giúp cho chúng ta là hấp thụ giống như than hoạt của sorbitol tôi nói ở phần bác sĩ á, và nó sẽ trôi những cái chất cặn bã qua đường tiêu hóa của chúng ta. Còn phương pháp dầu ô liu như thế nào, tôi xin đính chính lại. Thì phương pháp dầu ô liu của chúng ta đó là người ta hay dùng một muỗng canh dầu ô liu vào buổi sáng lúc bụng đói, cộng với lại là nửa trái chanh, cộng với lại là một muỗng canh mật ong, và có thể là mà một cốc nước ấm khoảng 100 ml. Rồi chúng ta sáng ngày sau khi đi vệ sinh xong, buổi sáng lúc bụng đói người ta uống vào, và chu kỳ là khoảng 10 ngày tới 15 ngày cho mỗi một chu kỳ như vậy. Thì với cái cách này tôi lại thấy có một cái quan điểm, đó là khi mà đường ruột chúng ta lâu ngày đó, nó giống như là cái lồng ống, và nó những cái chất cặn bã nó sẽ bám lên trên đó. Đặc biệt là chúng ta ăn rất là nhiều đồ chiên, đồ xào, những cái chất dầu mỡ nó bám lên trên đó và nó khiến cho cái nhung mao chúng ta không được giải phóng. Nhung mao chúng ta nó bị bít kín và nó bị cuồn dần. Thì với cái lúc mà đường ruột chúng ta nó còn đang như vậy, chúng ta dùng cái dầu ô liu là một cái chất hòa tan ở trong dầu. Dầu là hòa tan ở trong dầu. Nó sẽ giúp cho, mà nó lại là một chất chất béo tốt, nên đó là nó sẽ hòa tan những cái chất cặn bã tốt hơn ở trong cái đường ruột của chúng ta. Và chính vì thế mà nó có thể là giúp cho rửa sạch cái đường ruột chúng ta, và càng ngày mỗi ngày làm như vậy thì đường ruột chúng ta nó sạch dần và nó có thể tống xuất ra được bên ngoài. Thì đây là cái lý luận tôi xin nêu trình bày ở đây. Còn những cái rối loạn và chuyển hóa ở trong cơ thể thì ngoài cái chữ antidote, tức là những cái độc chất, thì nó sẽ có những cái đối kháng với nó. Thì có một cái biện pháp chủ động hơn, đó là gọi mà về mặt dinh dưỡng không dùng thuốc, đó là body key. Body key là một cái giải pháp toàn diện về trong cơ thể. Nó thiết kế vừa là giúp cho chúng ta đào thải những cái độc chất trong đường tiêu hóa qua cái thành phần của chất xơ nè, đào thải độc chất qua đường tế bào, ví dụ như là protein, WX nè, omega 3 nè, và nó có hẳn những cái chất tinh dầu, ví dụ trong cái gói body key này. Thì tôi thấy là đây là một cái chương trình mà nó còn kết hợp chung với những cái giải pháp khác về tinh luyện cái cơ thể, tập luyện cơ thể chúng ta nữa. Thì có thể nói về mặt mà không dùng thuốc, thì một mặt là tắm da với cái bộ sản phẩm G và H, hoặc là uống lúc bụng đói buổi sáng với là cái dầu ô liu mật ong, hay là chúng ta dùng 15B, 15C và
15B, 15C và 5C, hay là cái phương pháp là chúng ta dùng cái body key, thì tất cả những cái phương pháp này tôi đều thấy là nó có những cái giá trị về mặt dinh dưỡng khá là cao cho cơ thể của chúng ta, và nó lại phù hợp với là cái phần mà tôi mô tả cái yếu tố thải độc tự nhiên của cơ thể của chúng ta. Còn cái phương pháp về thải độc Gerson thì sao ạ? Đây là một cái phương pháp đang rầm rộ, và thậm chí là các anh chị đánh lên Google rất là nhiều những cái phương pháp này. Nhưng mà tôi giống như tôi giải thích về phía đầu, tôi nói là đây là một cái thải độc góc nhìn từ chuyên gia. Thì xin thưa với các anh chị, Gerson cũng được xem như là một bác sĩ và cũng là một chuyên gia. Chính vì thế thì cái hoàn cảnh ra đời của cái phương pháp Gerson thải độc bằng cà phê này, nó ra đời trong cái trường hợp là khi mà những cái chiến binh ở trong cái thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, thế chiến thứ nhất, rồi sau đó người ta áp dụng luôn trong cả thế chiến thứ hai, là lúc đó về thuốc men rất là ít, thuốc men rất là ít, mà chiến binh bị tàn tật thì rất là nhiều, và không có đủ kháng sinh để mà điều trị hoặc là những cái biện pháp để mà điều trị, thì coi như là đằng nào cũng chết. Cứ tính như vậy thì ông áp dụng cái giới cái biện pháp thải độc bằng cà phê, thì qua cái nghiên cứu của riêng ông thì ông sẽ thấy được một điều, đó là nó cải thiện rõ rệt một số cái tỷ lệ về lành bệnh ở trong cái thương phế bình đó. Nên từ đó bắt đầu phát triển lên thành một cái phương pháp mang tên ông, gọi là phương pháp Gerson, gọi là phương pháp thải độc chủ động ở góc độ tế bào. Nhưng đứng về mặt bác sĩ, tại sao mà ở trong tất cả các phác đồ điều trị của Bộ Y tế Việt Nam đều không đưa cái phương pháp này vào, cũng như là ở trong các cái y văn thế giới đều không đưa cái phương pháp thải độc bằng phương pháp Gerson này vào trong cái những cái phác đồ điều trị, hay gọi là cái guideline của những cái y tế của các nước, thì tôi thấy là cần phải có một cái tính minh bạch hơn, cần phải có một cái mẫu nghiên cứu rộng rãi hơn, và phần cần phải có nhiều cái mẫu nghiên cứu khác nhau ở những cái tính trung thực khác nhau. Còn khi mà một cái vấn đề về khoa học, các anh chị muốn biết là có nên hay là không nên theo một cái phương pháp nào, thì các anh chị phải nhớ ở trong y khoa chúng tôi luôn luôn có một cái vấn đề người ta hỏi là cái vấn đề đó, cái mức độ chứng cứ là bao nhiêu. Nếu như các anh chị nghe từ một cái chuyên gia thì có thể là mức độ chứng cứ đó là 3, có nghĩa là có thể tin được, có thể tin được. Mức độ chứng cứ 2 là nên tin, mức độ chứng cứ 1 là phải tin. Và có hai cái thư viện đặc biệt là thư viện hàng đầu ở trên thế giới về những cái mức độ chứng cứ y học chứng cứ này, gọi là thư viện Coren ở bên Pháp. Đây là cái trường phái về châu Âu, và một cái guideline nữa thuộc về BDE, thuộc trường phái Mỹ. Thì cả hai cái phương pháp này tôi đều không thấy cái phương pháp Gerson nó đặt ở trong cái này với mức độ là chứng cứ mấy. Tôi cũng rất là mong là cái phần thảo luận các anh chị nào có cái nghiên cứu nhiều hơn về cái phương pháp này, có thể chúng ta có thể rộng đường thảo luận. Và chúng ta nên nhớ là có hai cái loại chất thải độc cần phải có hai loại chất độc và chúng ta cần phải thải ra. Nhưng mà cho dù là cái phương pháp thải độc chủ động của các anh chị thì cần phải bám thêm một cái nguyên tắc, đó là gì ạ? Phương pháp nào cũng được, miễn là nó phải có một cái yếu tố kỹ thuật, quy trình và yếu tố an toàn, bởi vì con người là vô giá, và cần phải có một theo dõi chặt chẽ trước, trong và sau khi mà thực hiện cái quy trình đó. Đặc biệt là trong hai cái phương pháp này thì mình thấy là ở phía trên đây là gì ạ? Là cái biện pháp thải độc chủ động nhưng mà không có xâm nhập, nó gọi là thải độc nội khoa, tăng thải trừ thôi. Ví dụ như tôi uống nhiều nước hơn thì thận đi tiểu nhiều hơn, gọi là tăng thải trừ đường thận. Tôi cho thở oxy nhiều hơn là tăng thải trừ đường hô hấp. Tôi cho uống nước nhiều hơn hoặc uống nhiều các chất xơ là tăng thải trừ theo đường tiêu hóa. Nhưng đó gọi là phương pháp, vẫn gọi là phương pháp thuận theo tự nhiên, không xâm nhập. Còn cái phương pháp mà đặt cái ống vô đường mũi qua dạ dày, hay là đặt một cái ống từ ở đại tràng trực tràng lên, thì nó đều là cái phương pháp xâm nhập, và thường là những cái kỹ thuật xâm nhập phải do những cái chuyên gia y tế hoặc là những cái phòng kỹ thuật y tế, những cái chuyên viên về y tế, nhân viên y tế, người ta có kinh nghiệm và được đào tạo, có bài bản và có cấp giấy chứng nhận hành nghề, thì người
ta sẽ được thực hiện những cái phương pháp này các anh chị nha. Đây là một trong những cái điều mà tôi xin lưu ý với các anh chị. À, do đó một lần nữa để nói lại về cái phương pháp Gerson, đây là một cái kỹ thuật xâm nhập và cần phải tiến hành ở những cái trung tâm y khoa tốt hơn, cần phải có một cái người có trách nhiệm về mặt chuyên môn, phải tiến hành theo một cái kỹ thuật vô trùng, bởi vì chúng ta xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta nên dụng cụ phải vô trùng, bàn tay phải vô trùng, kỹ thuật phải vô trùng. À, không khéo người ta lại đưa những cái vật khác vào trong cơ thể của các anh chị, hoặc là các anh chị, chính các anh chị đưa những cái vật khác vào trong cơ thể các anh chị. À, chưa kể là những cái sang chấn có thể là làm tổn thương cái gờ hậu môn trực tràng của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta nên lưu ý là cần phải có một cái quy trình bổ sung dinh dưỡng nếu mà chúng ta thực hiện bằng cái phương pháp Gerson. Tôi chỉ đưa ra cái quan điểm về mặt cá nhân chủ quan như vậy thôi. Xin các anh chị có nhiều ý kiến hơn ở trong các phần thảo luận. Và như vậy thì cái phác đồ dinh dưỡng tôi tóm lại về tăng cường thải độc cho cái cơ thể chúng ta đó là gì ạ? Là chúng ta tập thể dục, là chúng ta có một cái tinh thần lạc quan tốt hơn thì cơ thể của chúng ta nó sẽ được trao đổi chất tốt hơn. Chúng ta cần phải có một cái trạng thái cân bằng về mặt dinh dưỡng, cần phải có một giấc ngủ đủ để cơ thể nó có thời gian thải độc, và chúng ta có thể tăng cường những biện pháp thải độc, ví dụ như là uống nhiều nước hơn nếu mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hay là chúng ta có thể là gia tăng những cái chất xơ hoặc những cái chất dinh dưỡng hàng ngày. Do đó có ba cái yếu tố trong phác đồ. Thứ nhất là chúng ta cần phải củng cố cái nền tảng dinh dưỡng của bản thân mỗi người, đó là cái bộ trio protein đối với omega 3. Thứ hai là chúng ta có thể gia tăng thêm những cái chất để mà nó tăng cường cái thải độc, đó là methyl và adrenaline, chất xơ, probiotic lợi khuẩn, multigaroten, BioC plus, bacillimer, và có thể cải thiện một cái chương trình toàn diện hơn. Đó là cái chương trình Body Key. Đây là một trong những cái mà nếu mà nói về dinh dưỡng tăng cường thể độc theo cái phương pháp thiên nhiên tự nhiên của chúng ta và không xâm nhập. Do đó tôi xin nói với các bạn, chúng ta là bác sĩ tốt nhất của chính mình, và cơ thể chúng ta thì chúng ta cần phải có một cái ý thức tốt và chịu trách nhiệm với cái cơ thể của mình. Do đó tôi xin tặng cho các anh chị là đừng có nên mê tín y khoa. Có rất là nhiều điều y khoa sẽ có giới hạn. Chúng ta không nên là cơ thể chúng ta nó không phải giống như là một cái vật gì đó để chúng ta đâm chỗ nào, chúng ta chọc chỗ nào cũng được. Trừ những cái trường hợp mà có những cái không bằng đường uống được thì người ta mới bằng đường chích hoặc là bằng đường truyền. Còn bình thường là cái cách tốt nhất, giống như là một cái người bình thường là một cái người hạnh phúc nhất. Đó là cái thông điệp của tôi gửi trong cái chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đi vào phần thảo luận thì tôi cũng xin giới thiệu luôn cái chương trình của cái tuần sau của chúng ta. Đó là gì ạ? Là sức khỏe thời kỳ hậu giãn cách, vào 19:30 ngày Chủ nhật tuần sau 3/10/2021. Bởi vì các anh chị ơi, liệu là bây giờ bắt đầu nhà nước mở giãn cách rồi, nhưng mà hết giãn cách thì có hết dịch hay chưa? Hết COVID thì sẽ cô nào sẽ thăm viếng, và đâu là cái giải pháp để bảo vệ cho bản thân mình và bảo vệ cho cộng đồng của chúng ta đây. Hẹn gặp lại các anh chị vào lúc 19:30 ngày Chủ nhật ngày 3/10 các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái phần về thể độc của chúng ta. Ban tổ chức cũng như là MC hỗ trợ tới cái phần về trả lời cái thắc mắc của tất cả mọi người tham gia. Xin mời MC ạ. Dạ rồi, em xin cảm ơn phần chia sẻ rất sâu và rất đầy đủ từ bác sĩ Ngô Quốc Hùng ạ. Thì em tin rằng là qua cái chia sẻ của bác sĩ thì các anh chị đã có những cái thông tin quan trọng để mình chăm sóc cũng như là lưu ý về vấn đề thải độc cho cơ thể của mình. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với bác sĩ. Thì nếu như mà các anh chị có câu hỏi thì mình giơ tay để ban tổ chức có thể mời các anh chị ạ. Hôm nay chủ đề của chúng ta là về thải độc cơ thể, cho nên là ưu tiên các câu hỏi về thắc mắc về vấn đề thải độc ạ. Còn những cái vấn đề sức khỏe khác thì các anh chị có thể nhắn tin hoặc là liên hệ trực tiếp với trang fanpage Zimo của bác sĩ Hùng để nhận được những cái lời tư vấn trực tiếp và đầy đủ hơn nha các anh chị. Dạ. Rồi các anh chị ơi.
Dạ rồi, có anh chị nào mình đặt câu hỏi giao lưu với bác sĩ không ạ? Dạ, ở đây thì em mời một tên của anh hoặc chị là Trung ở Nghệ An ạ. Em thấy anh chị giơ tay rồi. Các anh chị có thể mở micro để chúng ta giao lưu trực tiếp cũng được ạ. À. Đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Em chào anh Hùng ạ. Vâng, xin chào Trung. Dạ. Là do em dùng máy tính cho nên nó không có cái cam bị hỏng, không có cam. Chào tất cả anh chị em, 92 anh chị em trong phòng Zoom ạ. Rất cảm ơn chia sẻ rất là bổ ích của anh Hùng ạ. Thì ở đấy thì em cũng đã từng làm thải độc và hiện bây giờ vẫn đang làm thải độc cơ thể bằng cà phê. Thì qua anh nói đấy thì em cũng có một điều là khi nghe anh chia sẻ xong thì em cũng hơi trăn trở. Cái này thì không phải là giờ nghe anh nói thì em mới trăn trở mà cảm thấy khi mình làm mình cũng cảm thấy trăn trở. Đó chính là cái chỗ mình về cái khâu mà để làm sạch cả cái dụng cụ để mình làm ấy. Thì đó là mình cũng đều trăn trở và cũng nhiều lần mình vẫn bị nhiều khi là mình vô tình mình đưa cả cái có thể đưa cả cái vi khuẩn nó xâm nhập vào nên. Đấy, thì tất nhiên là mình làm cũng rất là cố gắng hết sức là vẫn cẩn trọng là vẫn nấu trước khi dùng, có nghĩa là nấu lại cả cái dụng cụ đấy còn bằng nước sôi đấy trước khi dùng nhưng mình vẫn cảm thấy không an tâm. Nhưng mà em thì đấy, nhưng mà nhiều khi thì mình cảm nhận được điều là như này, trước hết là cảm nhận được qua cái chương trình thải độc qua cà phê cái đã, đó là mình cảm thấy sức khỏe của mình nó khỏe lên. Với ai nữa là mình cảm nhận được nhiều nhất là chính là cái bụng của mình nó rất là nhẹ nhàng trong một ngày làm việc đấy. Em cảm thấy một trong quá trình một ngày làm việc của mình. Và câu hỏi của chị là gì ạ? Dạ, và ở đây thì em muốn hỏi bác sĩ Hùng một cái là vì em làm đấy thì sau một thời gian đấy thì đợt này em làm thì nó bắt đầu nó có biểu hiện đó là khi mình làm xong thì bắt đầu mình mệt đấy, em có dùng dinh dưỡng em rất là mệt đấy, thời điểm đầu thì không nhưng mà thời điểm này thì em lại thấy mệt, có những lúc là mình dùng dinh dưỡng như hướng dẫn nhưng vẫn thấy là mệt trong người đấy. Và bắt đầu sau khi làm thì khoảng một vài tiếng thì mình cảm thấy trong cái đường ruột của mình có những cái cơn có thắt nhẹ nên nó khó chịu lắm đấy. Ba cái biểu hiện khi trước khi đây trước vài tháng trước em làm thì không có, mới chỉ mới cái trường hợp 16 này mới có đấy, để em muốn hỏi bác sĩ Hùng. À, rất là cảm ơn câu hỏi của chị Trung nha. À, chị Trung đến từ Nghệ An. Rồi, à, về cái vấn đề về tiệt trùng á, thì khi mà chúng ta nhận một cái bộ về thông hậu môn mới thì nó sẽ tiệt khuẩn bằng khí bioga hoặc là bằng cái gọi là khử khuẩn bậc cao ở trong cái về đây là những cái danh từ thuộc về kiểm soát nhiễm khuẩn. À, là người ta không có dùng cái nhiệt độ để người ta nấu đâu. À, nên khi mà mình dùng cái nhiệt độ để mà mình nấu cái ống sâm của mình đó là với cái nhiệt độ nó gây ung thư cho cái cơ thể của mình. À, nên đó, ở trong y khoa thì thông thông trực tràng thì sau đó thì sẽ đem đem đi hủy đi. À, nên đó là chúng ta nên nhớ cái điều này để trong cái dụng cụ y tế dùng một lần. À, nếu như mà mỗi ngày chúng ta đều thải độc thì chắc chắn là mỗi một ngày mình phải dùng một cái bộ mới, mua ở những cái cơ sở điều kiện uy tín và chúng ta có thể là đảm bảo về yếu tố liên lạc, cái bao đó nó không bị lủng lỗ ở chỗ nào, mà đôi khi ni lông mà chúng ta bị lủng lỗ chỗ nào mình cũng không biết được. Ở trong cái bệnh viện á thì nó sẽ có những cái tiêu chí, những cái phiếu dán để mà kiểm soát về cái độ 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 khử khuẩn này, có bị nhiễm trùng cái ống này trước khi bỏ vào hay không. Nên tôi nói về cái kỹ thuật vô trùng nó rất là quan trọng như vậy. Điều thứ hai đó là ban đầu mình làm mình có sức khỏe tăng là bởi vì điều kiện này rất là dễ dàng, là cơ thể của mình đó, nó có rất là nhiều lần nó bị ứ động những cái độc chất. Tôi thừa nhận rằng độc chất nó sinh ra trong cái quá trình tiêu hóa, độc chất nó sinh ra trong cái quá trình mà chúng ta không uống thiếu nước, độc chất nó sinh ra trong cái quá trình là chúng ta không dùng đầy đủ chất dinh dưỡng, độc chất nó sinh ra trong cái quá trình là chúng ta không có con lợi khuẩn vân vân, rất là nhiều những cái như vậy. Nên khi ban đầu có vẻ như chúng ta thục tháo tháo ra rồi nghe nó nhẹ hẳn cả người, đó là cái thời gian đầu. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái lượng nước nó không đúng, ví dụ tôi nói đó,
nước tiểu của chúng ta nó cũng có vị mặn. Thế là tại sao chúng ta lại bù nước lã, không phải là nước khoáng, đúng không ạ? Cho dù là bù nước khoáng thì có giống như là cái lượng nước tiểu mà chúng ta, cái chất khoáng mà chúng ta bị mất hay không? Thì ở trong cái đại tràng của chúng ta nó có một cái bộ phận tái hấp thu những cái khoáng chất, và trong đó có những cái con lợi khuẩn rất là quan trọng để mà nó sản sinh ra B12 cho chúng ta, vitamin B12 ở đây. Do đó cái động tác mà thục tháo, mỗi ngày nó sẽ bằng cách giống như là chúng ta đem đi rửa, đem đi xúc rửa cái những cái độc chất, nhưng mà chúng ta xúc rửa luôn kể cả những cái con lợi khuẩn. Do đó sau mỗi một cái lần mà chúng ta làm sạch đại tràng như vậy thì cần thiết là chúng ta cần phải bổ sung một cái, gia tăng một cái lượng lợi khuẩn. Vậy thì gia tăng đó là bao nhiêu? Lại mỗi cá nhân chúng ta phải tự cảm nhận được. Và trong không ở trong một cái điều trị, trong cái phác đồ điều trị của ngành y á, không có một cái phác đồ điều trị nào rằng mỗi ngày bệnh nhân phải đặt ống thông và trực tràng để mà bơm thục tháo một lần hết trơn á. 10 ngày bệnh nhân nằm bệnh viện thường là làm khoảng 2 lần đến 3 lần. Và có sự canh gác ngồi ở đó của cái người điều dưỡng rất là chặt chẽ, và bệnh nhân thường là chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 1 thì mới được làm cái việc này. Nhưng mà đôi khi bây giờ nó lại là phổ cập, mỗi người cầm một ống chụp hình lên và khoe nhau ở trên Facebook, thì đây là một cái điều kiện mà làm cho chúng ta bị mất cái điện giải, mất cái lợi khuẩn rất là nhiều, mất cái lượng vitamin B12 rất là nhiều. Nên về sau này thì chúng ta tự nhiên chúng ta càng làm chúng ta càng cảm thấy nó lả người đi, và nó thiếu máu đi, hoặc thiếu chất khoáng đi, và cơ thể chúng ta nó bị nhược cơ đi. Đó là một trong những cái hiện tượng mà chúng ta hay gặp, là làm xong rồi sau lại thấy mệt. Hoặc là cái đường ruột của chúng ta theo cái cơ chế bình thường có cái khối lượng phân hoặc là khối lượng nước nó căng lên để cho chúng ta có thể là kích thích cái đại tràng và cảm giác mót rặn để chúng ta có thể đi cầu. Bây giờ là mỗi một ngày cái chuyện đó nó lại xảy ra bằng một cái lượng nước ở bên ngoài chứ không phải là bằng một cái lượng nước hay là một cái lượng phân ở bên trong, khiến là cái phản xạ này nó phản xạ một cách bất thường. Và chúng ta có thể là một cái động tác nữa là chúng ta cứ sọt ống sọt ra sọt vô riết, có khi là cái tổn thương cái G hậu môn, bởi vì chúng ta không phải là người chuyên môn, nên đôi khi là chúng ta làm nó hơi mạnh tay và tổn thương cái G hậu môn thì nó sẽ làm cho đi tiêu bị xoắn, đặc biệt là những cái người già mà nằm một chỗ lâu rồi táo bón nữa, rồi thòng tháo một vài lần xong rồi bắt đầu người ta chuyển qua là đi tiêu không cầm được. Đây là một trong những cái hệ lụy mà xảy ra do cái quá trình là thục tháo quá thường xuyên, thậm chí là dùng những cái bơm đi cầu á, những cái Vaseline bơm đi cầu thì cũng có một số người cũng bị lạm dụng như vậy, chứ không phải là chỉ có cái phương pháp Gerson. Thì cái ống đó nó phải có một cái độ mềm nhất định và nó phải có một cái độ dài nhất định. Còn chúng ta đang làm một cái ống bằng ni lông nên khuynh hướng là đút sâu thêm một tí xíu cho chắc ăn, đút sâu thêm một tí xíu cho nó chắc ăn, vân vân. Chúng ta không có một cái độ sâu nhất định, và độ sâu của mọi người nó rất là khác nhau nữa. Do đó là chúng ta dễ bị xảy ra cái chuyện là bơm một cái lượng nước nhanh ồ ạt vào trong cái dạ dày và nó làm tổn thương gây liệt cái đoạn ruột ngay chỗ này. Thì đây là một trong những cái mà nó làm rối loạn co thắt, giống như là chị Trung vừa mới nói, hoặc là không co thắt, hoặc là co thắt nhiều hơn, do chúng ta đang xáo trộn cái hệ thần kinh của hệ thần kinh dây thần kinh số 10, dây thần kinh giao cảm của chúng ta ở đây. Đó là cái ý kiến trả lời cùng chị Trung là như vậy. Thành ra đó là ngoài cái việc đầu tiên chúng ta làm, thì sau đó chúng ta cũng phải nên chú ý là gì ạ? Điều trị bằng chúng ta nên bổ sung bằng cái dinh dưỡng nền tảng cũng như là những cái giải pháp đó, rồi chúng ta uống nhiều nước, chúng ta vận động, thực hiện những biện pháp sống khỏe. Thì đó là những cái giải pháp mà tôi thấy là nên khuyên chị là nên có thể là chú ý hơn. Xin hết ạ. Cảm ơn bác sĩ Hùng ạ. Vâng, cũng là một ý kiến cho chị tham khảo thêm nhé. Còn mời chị Hoa ạ. Mời chị Hoa đi ạ. Mời chị Hoa mời mình. Dạ, xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ về những cái kiến thức mà bác sĩ chia sẻ tới hôm nay rất là chi tiết. Tôi xin hỏi một câu nhỏ thôi ạ. Là cái thải độc là 15B, 15C và 5 sơ với 1,5 lít nước. Uống trong cả ngày thì mình cứ uống hết, mình chém đến 4 giờ chiều không uống, không chém nữa mà uống hết cho tới tối. Thì trong cái quá trình cả ngày đó thì có cái lượng nước tối thiểu mình phải chém là bao nhiêu, hoặc là tối đa là cần phải bao nhiêu không ạ? Câu hỏi của chị Hoa rất là hay ha. Về cái phương pháp 15B, 15C và 5C á,
pha vào là vào cộng với một trái chanh nữa, có người thì pha thêm một trái chanh hoặc là nửa trái chanh cộng với là một lít rưỡi nước, thì mình sẽ pha vô hòa tan vô trong cái bình và chúng ta để ở trong cái tủ lạnh. Khi mà chúng ta uống thì chúng ta lắc lên bắt đầu chúng ta uống, và cái phương pháp này thường thường là làm khoảng 10 ngày trong một tháng. Thì với cái phương pháp này thì chúng ta sẽ thấy là 0,4 lít, ví dụ như là mình là 70 kg, 0,4 nhân cho 70 nó là 2,8 lít, tức là 3 lít. Như vậy thì trong một ngày của chúng ta đó, uống từ sáng cho đến mức 4 giờ chiều thì nó là phải là 1,5 lít, đúng không? Còn từ 4 giờ chiều tới 6 giờ chiều phải, còn cái lượng sót còn lại là 1,5 lít, nó là 3 lít, đúng không? Thì nó vừa bằng cái lượng nước trung bình thôi. Nhưng mà trong trường hợp mà chị muốn thải độc thì chắc chắn là chị phải dùng nhiều cái lượng nước hơn, đúng không? Bởi vì nước là môi trường để giúp cơ thể thải độc mà. Thành ra đó là chúng ta phải uống, chúng ta chăm vô, uống chăm vô, uống chăm vô là như vậy. Để cho cơ thể chúng ta có thể là hơn 3 lít một ngày trong những cái ngày mà chúng ta cần tăng cường thải độc. Bởi vì thận lúc đó nó cũng cần thải, đường ruột lúc đó nó cũng cần thải. Đó là một cái phương pháp mà tôi cảm thấy là có hiệu quả hơn. Và về đứng về mặt nội khoa thì tôi cảm thấy là nó hấp thu điều B, hấp thu điều C, hấp thu điều C vào trong một ngày của chúng ta. Cũng là một cái ý kiến, một cái trường lưu, trường phái thôi chị nha. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Xin mời chị Hồng Nhung ạ. Dạ, Hồng Nhung xin chào bác sĩ, chào cả nhà. Cho Hồng Nhung hỏi bác sĩ một chút. Hồng Nhung hiện tại bây giờ là răng cùng bị tào bón trong nhiều năm rồi á, và Hồng Nhung đang dùng viên C của sản phẩm Nitrolife, cái tên gì mà gọi nhỏ nhỏ đó Hồng Nhung đọc cũng nhớ tên lắm, và hôm nay được bác sĩ chia sẻ là thải độc bằng cà phê. Thì nói đến tào bón của Hồng Nhung là một sự rất cá biệt. Đó là từ 5 đến 7 ngày Hồng Nhung mới đi nặng một lần. Thì qua đây bác sĩ chia sẻ thì có những biện pháp gì để bổ sung cho Hồng Nhung cái kiến thức để cải tạo lại cái chức năng về miễn dịch của Hồng Nhung ạ. Hồng Nhung xin hết ạ. Yeah, cho hỏi là chị Hồng Nhung ở tỉnh nào ạ? Ở Nghệ An ạ. Vâng, ở Nghệ An à. Vậy là phải nhờ anh Quang Sơn phiên dịch giùm mà. Tức là chị Nhung ấy là có dùng cái sản phẩm vitamin C anh ơi. Nhưng mà dùng vitamin C để áp dụng cho vấn đề tảo bón. Thì cái vấn đề đi ngoài của chị Nhung ấy là từ 5 đến 7 ngày mới đi được một lần. Thì bây giờ chị muốn hỏi là làm thế nào để mà cải thiện cái vấn đề táo bón và hệ miễn dịch của chị ạ? Cảm ơn anh Du Văn Sơn. Cảm ơn chị câu hỏi của chị Hồng Nhung. Hồi nãy mình thấy là C nó sẽ giúp cho thải độc trong trường hợp nào ạ? Trong trường hợp là chúng ta bị ngộ độc qua đường hô hấp. Chúng ta muốn tăng thải độc qua đường hô hấp và qua đường tế bào. Đúng không ạ? Còn cái vấn đề và thải độc qua đại tràng mà chúng ta không có liên quan tới C mà chúng ta liên quan tới chất xơ nhiều hơn ha. Xơ chứ không phải C ạ. Tức là hai lần phiên dịch đó ha. Sao mình tập nghe tiếng của các vùng miền. Thì cái vấn đề về chúng ta dùng cái chất xơ rồi vẫn chưa có, thì có nghĩa là cái phác đồ của bác sĩ đưa ra hồi nãy đó, về phát đồ về dinh dưỡng bác sĩ đưa khuyến cáo đưa ra hồi nãy trong cái buổi mà cuối chương trình đó về tăng cường thải độc á, thì các chị nên bổ sung những cái món còn lại chị ha, bởi vì chỉ mới một cái xơ thì nó không giải quyết được, và chất xơ thì để muốn mà tăng cường cái hoạt động của chất xơ thì cần phải uống nhiều nước, nên sau khi mỗi khi mà chúng ta nhai một cái viên xơ thì chúng ta phải uống với một cái cốc nước lớn. Để nó có một cái lượng nước nó mới hấp thu, nó mới vận chuyển, làm cái vai trò của chất xơ một cách toàn diện hơn. Thì đó là cái câu trả lời cùng với chị Hồng Nhung. Bác sĩ ơi, có một câu hỏi của anh Thắng Nghệ An ạ. Chào bác sĩ, em có em xăm hình thì có ảnh hưởng gì đến thải độc ngoài da không ạ? Xăm hình có thải độc có ảnh hưởng gì tới thải độc ngoài da hay không?
Cái câu này là câu lần đầu tiên mình cũng nghe hỏi ha. À, mình chưa có nghiên cứu kỹ về những cái chất xâm trên da, mà mình biết là chỉ cần một lần xâm thôi là nhiều khi chúng ta phải mài da thì nó mới có thể tróc và để là sẹo ở trên da, thì nó mới có thể tróc những cái vết xâm này được. Thì những cái vết xâm đa phần nó là những cái hóa chất mà nó có thể là ăn rất là sâu trong cái cơ thể của chúng ta. À, khi mà những cái hóa chất nhân tạo này đôi khi mình không có biết được về cái thành phần của nó, nhưng mà rõ ràng một điều là để cho cái da mà nó thải độc được cái hóa chất này thì đó là điều không tưởng. Chúng ta nên nhớ là da nó thải độc cái chất gì ạ? Nó thải độc những cái mà ở qua tuyến mồ hôi, qua tuyến bã, qua tuyến mồ hôi nằm ở trong cái lớp trung bì. Do đó đó là cái này là nó là một cái mà chúng ta bị tổn thương, sự xâm nhập của cái chất xâm nó nằm ở cả lớp biểu bì, thậm chí là lẫn cái lớp trung bì, cả hai cái lớp này luôn. Thành ra đó là nó nằm đều và với một cái mật độ dày nữa. Chính vì thế là cái khả năng thải độc qua da của nó là không có được. Và chúng ta lại thấy là cái chất xâm tại sao nó lại tồn tại lâu ở trong cái cơ thể như vậy. Chúng ta đã lỡ xâm rồi thì sao ạ? Chắc chắn là phải dùng những cái kỹ thuật về mài da, tức là bằng một cái kỹ thuật xâm lấn để đưa cái mực xâm vào trong da, thì cũng phải bằng một cái kỹ thuật xâm lấn để đẩy cái chất đó ra, chứ không theo một cái cách đào thải da theo cái kiểu tự nhiên ở cơ thể được. Đó là cái câu trả lời cùng với lại bạn Thắng Nghệ An. Xin hết ạ. Có một cái câu hỏi nữa, tức là tôi nghe nói phương pháp thải độc đại tràng rất là hiệu quả, thì theo bác sĩ thì mỗi năm tôi nên thải độc đại tràng bằng phương pháp thải độc bằng cà phê một năm là bao nhiêu đợt, và một đợt là bao nhiêu ngày ạ? Giống như tôi nói đó, trong cái phác đồ điều trị của bác sĩ bất kỳ một cái bệnh viện nào ở lưu hành ở tại đất nước Việt Nam thì đều không có cái phương pháp này. Do đó cái việc mà quyết chọn bằng cái phương pháp này theo cái trào lưu, đó là chuyện của cá nhân mỗi người, và chúng ta tự chịu trách nhiệm về cái vấn đề quyết định của chúng ta. Còn đứng về mặt bác sĩ á, thì cà phê á, là một trong những cái chất mà chúng ta cần phải dùng cái cà phê enema, có nghĩa là cà phê hữu cơ. Thì với cái cà phê hữu cơ này á, thì người ta kiểm soát được cái lượng caffeine, và người ta có một cái giả định rằng nó sẽ giúp cho gan đào tiết ra cái glutathione, là một trong những cái chất mà nó có thể là đào thải ngược dòng những cái độc chất từ ở trong máu vào trong cái đại tràng của chúng ta. Nhưng mà cái cơ chế này nó chỉ nằm ở trên cái mặt giấy và nó giả thuyết và chưa được có cái mức độ chứng cứ cao ở trong khoa học. Do đó thì tôi cũng không có thể cho được cái lời khuyên, và bản thân tôi thì tôi ở tại cơ sở điều trị của tôi cũng như là tại bệnh viện của tôi thì không có chỉ huy về cái việc là phải làm một cái Gerson bằng thải độc cà phê mỗi ngày ở trong cái hoạt động, trong cái duy trì sức khỏe của mình, bởi vì chúng ta còn rất là nhiều những cái biện pháp khác thải độc mà các anh chị nha. Dạ rồi ạ. À. Còn anh chị Nam có đặt câu hỏi đến giao lưu với bác sĩ nữa không ạ? Dạ. Thì chắc có lẽ là về vấn đề thải độc này thì không em thấy là không có nhiều anh chị mình chia sẻ câu hỏi, thì chắc có lẽ là chương trình của mình cũng xin phép được tạm dừng ạ. Có chị Minh Châu ở Đắk Lắk hình như là muốn có câu hỏi đúng không ạ? Chị Minh Châu có thể là mình mở cái mic của mình ra. Dạ rồi, em mời chị Minh Châu ạ. Là Minh Châu ở Đắk Lắk. Em xin hỏi, em rất cảm ơn bác sĩ Hùng hôm nay đã chia sẻ rất là hay. Nhưng mà em có một cái câu hỏi như thế này. Ông xã nhà em thì bị bệnh hen phế quản mãn tính cũng đã rất là lâu rồi. Nhưng mà ăn đây thì dùng dinh dưỡng cũng được 4-5 tháng, 2-3 tháng nay thì dạo này cũng thấy đỡ đỡ. Và kiêng bia rượu nhiều cho nên nó cũng không phải là xịt thuốc hen mãn tính hàng ngày nữa. Nhưng mà chỉ có điều là em thấy là rất là hay bị dị ứng da. Ví dụ như là nếu mà tiếp xúc với bụi bặm lâu ngày hoặc là nhuộm tóc là phải đi cấp cứu bệnh viện luôn. Nhưng mà thời gian gần đây thì lại rất là hay ngứa mắt.
mắt là hay rất là hay ngứa. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là cái bệnh ngứa mắt đấy là do có phải là gan thải độc kém hay là đang còn vướng mắc một cái vấn đề gì thải độc tố trong cơ thể hay là biện pháp gì để mà giải quyết cái vấn đề ngứa mắt không ạ? À? Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của chị Minh Châu. Câu hỏi của chị thì nó lại không phải nằm ở chỗ độc chất, mà nó nằm ở cái bài hai cái chuyên đề mà vừa tuần trước chúng ta làm. Đó là chuyên đề về quản lý hơi thở và cái chuyên đề về suy giảm miễn dịch. Bởi vì cái người bị hen phế quản là một cái người nó liên quan tới cái đáp ứng quá mẫn của hệ miễn dịch của chúng ta, chớ nó không nằm trong cái vấn đề về thải độc. Dĩ nhiên là cái lượng độc chất, bởi vì cái hô hấp đang bị vấn đề mà, do đó là cái lượng độc chất ở trong cái đường hô hấp nó cũng khá là nhiều. Chính vì thế là bằng những cái biện pháp về tập thở, giống như là tôi nói, cũng như là mình dùng nhiều C, nhiều A, canxi magie, viên cái vitamin D, thì đó là những cái cách để mà chúng ta có thể là giúp tốt hơn cho cái đường đường hô hấp của chúng ta. Còn bệnh suyễn là một trong những cái bệnh lý mà chúng ta có thể sống chung được với nó bằng cách là kiểm soát được cái cơn suyễn của chúng ta qua qua những cái yếu tố phòng ngừa, ví dụ như là chị thấy là dị ứng với bụi, với ma, ứng với thời tiết, thì chúng ta tránh những cái yếu tố dị ứng đó Nhưng chị nha. mà ngứa mắt thì làm sao bác sĩ làm sao mà điều trị được cái hay ngứa mắt á, ngứa mắt Ngứa mắt cũng là một cái rối loạn, ngứa mắt cũng là một cái rối loạn về hệ miễn dịch luôn ạ. Do đó là khi mà chị dùng vitamin A thì nó vừa tốt cho con mắt mà nó vừa tốt cho phổi luôn. Đây là một trong những cái mà chúng ta nên quyết định ngay từ sớm các chị nhá. Cảm ơn chị Minh Châu. Và có một câu hỏi của Hà Cẩm Tâm, đó là xin bác sì cho biết thải độc bằng dầu ô liu và mật ong cụ thể là như thế nào. Thì tôi nói đây là những cái phương pháp mà thải độc chủ động bằng dinh dưỡng. Đang đang có lưu hành ở trong cái đời sống dân gian của chúng ta, đó là dầu ô liu. Thì chúng ta giống như hồi nãy tôi đã mô tả về cái phương pháp này, thì cụ thể là chúng ta có thể làm 10 ngày trong một tháng, với cái cách là hoặc là mỗi ngày, bởi vì một muỗng canh dầu ô liu thì nó nằm ở trong cái mức cho phép về chất béo, và lại đây là một cái chất béo tốt cho cái cơ thể nữa, nên chúng ta có thể là dùng mỗi ngày một muỗng canh dầu ô liu, một muỗng canh mật ong, một trái chanh hay là nửa trái chanh, cho và một khoảng 100 ml nước ấm, và uống sau khi mà chúng ta đi vệ sinh buổi sáng, và lúc bụng đói trước khi ăn, rồi sau đó chúng ta sẽ ăn sáng như là cái cách bình thường. Còn cơ chế thì tôi đã mô tả ở cái phần trên rồi ạ. Đã có một câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thu ạ. Nhờ bác sĩ hướng dẫn lại cách thải độc cà phê mà không cần dùng cách thải độc đại tràng mà không cần dùng cà phê ạ. Cách thải độc đại tràng mà không cần dùng cà phê, đó là cách thải độc qua đường tiêu hóa mà tôi đã mô tả ở trên đó. Tức là chúng ta dùng những cái chất dinh dưỡng đó, dùng nhiều nước. Đây là cái cách mà tăng cường hơn cái lượng tuần hoàn và tăng cường hơn cái lượng chất nước ở trong cái đường tiêu hóa của chúng ta. Bằng cách là chúng ta gia tăng chất xơ nè, gia tăng chất men tiêu hóa nè, cái viên bioethanol và adrenaline nè, rồi rồi trong cái chất xơ đó thì chúng ta có thể điều chỉnh mỗi một ngày là khoảng 3 viên cho đến 5 viên, những cái ngày mà chúng ta muốn đi đi tiêu chảy nhiều hơn, có thể là 6 đến 8 lần một ngày, mà không có liên quan tới mót rặn như các anh chị nha. Các anh chị nên nhớ là làm xong thì cái đường ruột của các anh chị nó phải nhẹ và nó phải không, nó phải âm thầm, nó không có kêu réo rắt, nó không có ọp ọp ở trong đó nữa, thì cái đường ruột đó nó mới có thể là đường ruột khỏe mạnh được. Và với cái cách đó thì chúng ta duy trì cái dinh dưỡng đều đặn hàng ngày, hàng ngày lượng chất xơ hàng ngày, lượng bioethanol hàng ngày, lượng probiotic hàng ngày, cùng với là cái bộ dinh dưỡng nền tảng, thì chúng ta sẽ là một cái mối tổng hòa, một cái lực lượng là không quân, bộ binh là thủy hải quân, trong cái mặt trận thải độc cho toàn cơ thể, về đường da, đường hô hấp, đường đường thận và đường tiêu hóa của chúng ta luôn. Vâng, đó là cái câu trả lời của tôi ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Có một câu hỏi nữa của chị Minh Hằng ở Huế ạ. Dạ, bác sĩ cho em hỏi viêm da cơ địa lâu ngày có cần dùng viên gan để thải độc không ạ?
Vâng, cảm ơn cái câu hỏi này. Viêm da cơ địa nó là một cái bệnh lý về da liễu, nhưng mà người ta hay có nói một câu á là ở bên ngoài á mà nó tươi tốt á thì chứng tỏ bên trong á nó rất là trong sạch. À, bên ngoài mà nó nám, nó mụn, nó ngứa, nó viêm á thì chứng tỏ là bên trong nó rất là tồi tệ. Do đó đó là cái chuyện là ngoài cái bộ dinh dưỡng nền tảng, bao giờ chúng ta cũng phải đề cập tới vấn đề sức khỏe của từng cá nhân để chúng ta tăng cường cái thải độc nhiều hơn cho cái cơ thể của chúng ta. Và nên nhớ bất kỳ một cái biện pháp thải độc nào cũng phải đi kèm theo với cái việc là gia tăng hơn cái lượng nước ở trong ngày. Các anh chị nha. Dạ, rồi. Còn các anh chị nào mình có câu hỏi thêm nữa không ạ? Hình như là ngày hôm nay nó sẽ không giống như cái mong đợi của anh chị là nghe, sẽ nghe tôi nói và tôi hoan hô nhiều về cái phương pháp Gerson, đúng không ạ? Thì tôi đã nói là đây là góc nhìn của chuyên gia mà. Bởi vì chuyên gia Gerson làm thì phải có chuyên gia khác. Và tôi dựa trên cái mức độ y học chứng cứ để nói với các anh chị, để cho các anh chị thấy rằng chúng ta không nên mê tín vào các kỹ thuật xâm lấn, không nên mê tín vào khoa học, không nên mê tín vào y khoa. Bởi vì y khoa luôn luôn có một cái câu rất là hay, đó là CRNN, có nghĩa là chưa rõ nguyên nhân. Giới hạn của y khoa nó rất là nhiều các anh chị nha, và cơ thể các anh chị thì rất là vi diệu. Do đó là các anh chị cũng phải chú ý là thuận theo tự nhiên,